cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Em muốn chia sẻ một câu hỏi của em là em ấy, bạn gái của em được quen nhau được 1 năm rồi. Vâng. Thế thì những cái chuyện bây giờ thì em cũng đi chụp ảnh cưới rồi này. Vâng. Cũng là đi mua nhẫn đính hôn rồi. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng rất là khó hiểu rằng là bây giờ em muốn bạn gái em là có nghĩa là ăn cơm trước kẻng ấy, thì cô ấy không đồng ý. Vâng. Thì em muốn hỏi tư vấn tại sao lại như thế nhỉ? À, các bạn đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi đúng không ạ? Tuy nhiên vâng. Thì bạn gái vẫn cứ muốn giữ gìn đến chắc là ngày cưới đúng không? Vâng, và vâng. Nói chung là bây giờ thì nói thật chương trình là bạn gái và vợ sắp cưới của em ấy thì vâng. là nó cũng yêu 4-5 mối rồi, nó cũng yêu mấy anh rồi. Quen em thì được 1 năm rồi, nói chung là hồi đầu năm đến bây giờ là được 1 năm. Vâng. Bây giờ bố mẹ em đến nhà rồi này, sắp sửa ngày mai này, đi chắp ngõ này, mua nhẫn cưới rồi này, chụp vâng. ảnh cưới rồi này. Vâng. Thế mà bây giờ đến cái chuyện A, B, C kia nó lại không đồng ý với em là như nào thế, vậy? Thế à, bạn có biết cái câu người ta vẫn bảo là 30 vẫn chưa phải là Tết không? Thôi nói đùa vậy thôi. Còn cái chuyện của bạn nó cũng có rất là nhiều những cái phức tạp xung quanh đó. Thế thì anh Minh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Minh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Nghe giọng vâng, vui nhỉ? Sắp cưới vợ thấy có vẻ vui nhỉ? Mấy đời người yêu rồi vì đến cô này? Em, cô này là cô đầu tiên ạ. Thế còn trước đấy không có ai cả? Trước đấy không có ai cả. Thế à? Ờ, còn trinh tiết đấy à? Nói chung là trinh thì chẳng qua đâu anh ạ. À đấy. Anh à, tức là tóm lại thì mình cũng chả trinh tiết gì. Còn vâng, cô kia thì như văn nãy em đánh giá là cũng qua vài ba đời người yêu chắc cũng chẳng còn gì. Ôi vâng. Một anh không còn trinh tiết với một cô cũng chẳng còn gì. Gặp nhau duyên quá còn gì. Chẳng có gì vâng, ai thua thiệt em, cả. Vâng, thì em có bảo nào đâu. Thì em bảo là nói chung bây giờ anh thì muốn... tức là anh muốn đẻ con năm 2019 là cái năm kỷ hợi, là cái năm đẹp đây này. Rồi, tức là cố gắng là làm lúc này, nếu có được thì nó sẽ sinh trong năm hợi để thành con lợn nó hiền lành ụt ịt thì cho nó sướng đấy, đúng đấy. Không? Nhưng mà cô vẫn chưa cho, sắp cưới đến nơi là vẫn chưa cho. Cô vâng, thì cô đấy. Nghĩ thế này này, nếu cho thì cho lâu rồi. Bây vâng. giờ mình đã gìn giữ được đến lúc này, tất nhiên mình chẳng còn phải là giữ gìn cái gì trong sáng nhưng mà còn vài bữa nữa là cưới thôi. Vâng. Nếu mà hôm nay cứ cho lão ấy, đã cho được 1 lần thì sẽ cho lần thứ 2. Cũng chả nhưng mà... có ai giữ gìn gì. Thế làm nói... cho cái việc mà đến ngày cưới nó cũng sẽ mất đi cái sự hồi hộp thiêng liêng. Anh nghĩ là cũng còn vài bữa nữa thôi. Cũng anh chẳng đến nỗi mà cứ phải... Chắc chắn là em không phải đòi cô cho quan hệ để thử thách. Bởi vì mình thừa biết đánh giá rồi, mình cũng chững chạc lắm rồi. Mình đã vâng, nhìn trước nhìn sau. Cũng 3 năm đi nước ngoài cũng chững chạc, cũng rồi. Hiểu rồi, lắm rồi. Thứ hai nữa là mình cũng chẳng trinh tiết gì. Thứ hai là ba là mình cũng không phải nặng nề cái chuyện còn vâng. hay không. Thế vâng. còn thì, này, đàn ông lúc nó hứng lên đòi nhưng mà nhiều người cũng đơn giản ấy mà. Tự giải quyết được nhanh chóng. Thế cũng đừng có ép cô rằng cứ phải cho một cái. Biết rằng là tháng sau cưới rồi, trước sau mình cũng là vợ chồng. Cho nên là sao bây giờ em lại cứ giữ anh hay là em có bí mật gì mà em không cho anh. Việc gì phải thế, sớm muộn cũng đến. Cái bữa cơm ấy, đáng lẽ người ta quy định 12 giờ ăn, mà 11 giờ người ta bê lên một vài món, mình đã có bốc miếng nọ miếng kia, mà đến lúc bữa vào bữa chính ăn nó chán lắm ấy, bởi vì mình ăn lưng lửng dạ rồi mà. Cho nên, không thật đấy. Cho nên là anh ở nhà anh cứ cấm con nhà anh là thường thường mẹ xào được món gì mẹ mang lên, thơm lừng đấy, nhưng mà cứ kệ. Bao giờ bê mâm ra đủ, nó có đủ các món mình ăn, nó thấy nó ngon. Chứ mà thấy đói quá lại bốc ra 2 miếng bánh, xong lại làm một gắp miếng nọ miếng kia, làm một cái nem, đến bữa chính không ăn nữa. Thì cũng không thôi. Nha. Ừ. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Còn này, chỉ sợ không có sức thôi. Cưới xong à, ngày mấy lần cũng được, không có gì phải vội. Mà rồi còn cả đời á, chỉ sợ đến lúc mà bỏ chạy ấy, nhá. Nha. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Tuyên Quang. Dạ vâng, em đây ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy ạ. Dạ vâng, chào anh. Em có một câu hỏi như thế này ạ. Vâng. Dụ như là em mới lấy chồng ạ, nhưng mà là cái sinh hoạt vợ chồng thì là em mới trải nghiệm là bắt đầu là từ tháng trước đến bây giờ ạ. Ừ. Có nghĩa là khi mà anh chồng của em thì em cứ nghĩ là tất cả những người chồng mà khi quan hệ với vợ ấy, thì bao giờ cũng chỉ
quan hệ một lần thôi, sau đó có thể nghỉ ngơi hoặc là phải có một thời gian nhất định nào đấy để cho người bạn của mình người ta nghỉ ngơi hoặc là vợ của mình người ta nghỉ ngơi ạ. Đúng rồi. Nhưng mà chồng em thì vậy không phải là tình trạng như thế ạ. Ừ. Anh ấy xong một lần đầu tiên ấy anh, sau đó thì anh ấy quay vào anh rửa váy, em còn chưa kịp dậy, có nghĩa là chưa đủ sức để dậy để đi. Rồi, chưa hoàn hồn. Được ạ. Vâng, thì anh chồng... lại quay vào tiếp tục. Thì anh lại tiếp tục luôn, có nghĩa là em không đủ được cái sức khỏe cũng như là nhiệt huyết để quay lại cái lần hai ngay sau đó, nhưng mà em vẫn phải cố ạ. Rồi. Cố là bởi vì em cũng nói thật là em cũng để trả vờ để tạo một cái không khí cho nó thoải mái với chồng thôi. Rồi. Thực sự em không hề muốn một chút nào. Thì em muốn hỏi chuyên gia là chồng em trong tình trạng như vậy thì có phải là anh ấy dùng chất kích thích gì đó, hay là anh ấy hưng phấn, hay là do anh ấy bị làm sao hoặc mà anh có thể là như vậy ạ? Ừ, thế sau cái lần thứ hai thì anh ta lại quay vào rửa ráy xong có lần thứ ba nữa không hả bạn? Lần thứ ba thì không ạ. Chỉ hai lần thôi đúng không? Các bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em năm nay 33 tuổi và em thì 23 tuổi. À thế à? Nhưng mà chồng em đã lấy vợ một lần nhưng mà bởi vì hôn nhân của họ không hạnh phúc, họ lấy nhau được 2 năm thì họ chia tay ạ. Còn rồi. Em thì chưa kết hôn lần nào. À thế à? Thế trước khi kết hôn thì các bạn có quan hệ tình dục thường xuyên không? Và có những cái không hiện ạ. Tượng đó xảy ra không? Không ạ, bọn em chưa từng quan hệ tình dục ạ. À rồi, trong 2 tháng này thì lần nào cũng thế, anh ta đều làm cú đúc như thế. Ví dụ hôm nào anh đi làm xa về thì anh lại như vậy, còn bình thường thì anh cũng quan hệ thưa hơn một tí. À. Còn cứ đi xa xa về một chút là bị như vậy. Xa là cách nhau mấy ngày đấy? Khoảng 1 tuần ạ. À thế à. Còn nếu mà ở nhà thì chắc là thường xuyên hơn thì là không có chuyện đó xảy ra đúng không? Rồi, tôi rất hiểu những cái băn khoăn mà bạn đang chia sẻ. Còn lý giải cụ thể kỹ hơn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ giúp bạn nhé. Xin mời chị Phượng. Ơi chị chào em. Dạ vâng, em chào chị. Qua cái câu chuyện em kể thì cái hoàn cảnh gọi là về của anh ấy là anh ấy cũng cứ hay đi xa mình. Thế xong rồi đến lúc về thôi nôm na mình hiểu với nhau là truy lĩnh ấy, đúng không? Thế là liên tiếp làm cho mình không kịp hồi sức. Và những cái ngày sau thì ví dụ anh thường ở nhà mấy ngày liền? Chỉ ngày thứ bảy chủ nhật thôi ạ. À chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi. Thì trong thứ bảy chủ nhật là như vậy đấy, đúng không? Ừ. Bây giờ em đang lo lắng là không biết có phải anh ấy dùng chất kích thích hay là do anh hưng phấn hay là cái gì không. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng, để mà tìm hiểu nguyên nhân thì nó phải lâu lâu dài dài. Anh bao nhiêu tuổi em? Anh 33, em 23. À, 33 tuổi, đang sung lắm đấy. Mà mình 23 mà vẫn không đáp ứng kịp đúng không? Có thể chị được hiểu là vào hai cái buổi đêm thứ bảy và chủ nhật ấy, thì anh cứ liên tục như vậy, hai lần liền làm cho mình hơi mệt nhỉ? Nếu mà nói về sức lực ấy, thì thực ra cái người nam giới ấy, mà người ta rất là yêu vợ này, xong lại mới lấy nhau được, chị hiểu là mới lấy nhau được 2 tháng, đúng không? Tình cảm vẫn cứ còn rất là mặn nồng này. Thế và cứ xa vợ 5 ngày, về nhà 2 ngày là về sức khỏe, nó cứ như là tích góp năng lượng xong để dồn vào mình ấy. Còn về mặt hưng phấn, nó cũng như là sau 5 ngày xa cách xong bây giờ lại quay trở lại. Thì nó cũng có thể giải thích được cho cái quan hệ của anh ấy hiện tại đang xảy ra, đang diễn ra với em nhé. Tuy nhiên là em có một cái nghi ngờ là không phải biết có phải là dùng chất kích thích gì không. Thì cái đấy là cái mà em phải để ý và thu lượm thông tin bằng nhiều cái cách khác nhau. Ví dụ như là em thường thì với các chị cùng lớn hơn tuổi hơn em, hoặc là các anh chị của em thường nói là thường là anh chị quan hệ với nhau thì thường là có một thời gian nghỉ ngơi nhất định, ví dụ như 1 tiếng đồng hồ sau hoặc là nhanh lắm là 30 phút thì họ mới có thể là quay lại trở lại được ấy ạ. Bình thường là như thế đúng không? Nhưng mà cái chuyện đấy thì nó cá nhân hóa từng người một, nó có khác nhau, nó còn tùy thuộc vào sức khỏe của từng người một. Thế còn nếu như mà cái yếu tố mà gọi là nghi ngờ dùng cái gì đó ấy, khi mà dùng một cái chất kích thích nào đấy thì mình sẽ để ý được cảm xúc hay là cái hưng phấn của anh ấy. Ví dụ như là khi về thì anh ấy gặp mình thái độ nó như nào, hay là nó ỉu xìu xìu, nó mệt mỏi, xong rồi đến tối ở giường anh ấy bắt đầu rất là hăng, thì phải chăng là anh đã phải dùng cái chất gì đấy để hỗ trợ, đúng không? Nhưng mà sau 2 lần đó thì nó lại ỉu xìu xìu, và đến ngày hôm sau nó ỉu xìu xìu và lại chỉ có tiếp buổi tối như thế thôi.
thì nó mới hưng phấn lên cao trào, hay nó mới có nhiều năng lượng để mà làm cái việc đó. Thì em phải quan sát nhá. Thế chứ còn thì quan hệ tình dục ấy nó cũng khác nhau ở nhiều người. Đa số mọi người là như vậy. Tuy nhiên cũng có những người có khác biệt nhá. Và cái sự khác biệt đấy thì do có nghi ngờ nọ kia thì em phải để ý. Và 2 tháng rồi thì chị nghĩ rằng là cái lúc mà vui vẻ em có thể kể lại cái cảm xúc của em. Ví dụ như là cứ phải chiều mình đấy thôi chứ còn mệt chết lên được. Hay là mình đặt một cái câu hỏi giả định thôi. Em thấy mọi người kể đàn ông thường thế này thế này. Hay là mình dùng cái gì sao mà mình hăng đấy. Tức là mình chỉ giả định thôi. Chứ không phải là mình ám chỉ anh ấy đúng không? Tất nhiên là lại phải nói như thế nào và nói vào cái thời gian nào để cho anh ấy hiểu, và cái trên hết là để cho nó hòa hợp tình dục giữa hai người thì nó sẽ duy trì được cái hạnh phúc nó lâu bền hơn. Là cuộc điện thoại được gọi tới từ Sơn La. Alo. Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế? Vâng, chị ơi, em muốn hỏi là em ở nhà đó. Em có vợ này, nhưng em đi làm ấy thì em gặp một cô gái, cô ấy yêu em lắm. Vâng. Và em không biết là em nên giữ mối quan hệ vợ chồng hay là em theo cái mối quan hệ này đấy. Vâng. Điều quan trọng là hiện nay thì tình cảm của bạn dành cho vợ như thế nào, và trước cái tình cảm cũng như là sự tấn công của cô gái đấy thì bạn có bị dao động hay chưa? Không ạ. Cái tình cảm của vợ chồng thì có lúc thì nó hơi ra xô xát nhiều ấy, kiểu là em chán, em đi làm thì em gặp cô gái này thì cảm thấy cô này thì mọi mặt thì hơn hoàn toàn với vợ của em đó. Vâng. Theo suy nghĩ của bạn là hơn vợ nhiều mặt ấy, thì là tình cảm của bạn đã nảy sinh phải không? Vâng, vâng. Và bây giờ bạn băn khoăn hả? Không biết là nên giữ chung thủy với vợ hay là đáp lại cái tình cảm của cô bạn gái này đúng không? Vâng, vâng, đó. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và cho bạn lời khuyên. Xin mời anh ạ. Ừ, em ơi, em bao nhiêu tuổi? Vâng, em 25 rồi ạ. 25. Có con chưa? Em có một con được hơn tuổi ạ. Thế à, lấy vợ cũng sớm nhỉ? bây giờ thì là vì tức vợ mà bỏ đi làm hả? Vâng, vâng. Thế à, thế còn trước thì làm gì? Trước thì em ở nhà thì em làm nông thôi ạ. Thật ra cái tâm trạng mà nói rằng khi có vợ có con rồi sau đi ra ngoài thấy rằng là có nhiều người hơn vợ mình mà thì ai cũng có cảm giác thế cơ. Vâng. Người ta bảo rồi, văn mình vợ người. Cái chuyện mà đã yêu nhau xong lấy thành vợ thành chồng, có con xong hàng ngày cọ sát với nhau, chuyện cơm áo gạo tiền, rồi cãi cọ nhau, xích mích nhau, làm cho cảm xúc nó sẽ không còn lung linh như lúc còn đang yêu nữa. Thế và đi ra ngoài thì em gặp cái cô này chắc chắn là sẽ chả có liên quan gì đến chuyện cãi cọ nhau về tiền bạc, rồi đối xử với bố với mẹ, rồi những chuyện này chuyện khác đúng không? Vâng, vâng. Gặp nhau chỉ toàn nói những lời yêu thương, rồi là rủ nhau đi ăn, rồi đi hát, rồi uống cà phê, nhìn nhau thì đẹp lắm. Chắc chắn là cô không thể mặc quần ngủ đi để gặp em. Trong khi thì ở nhà thì vợ mình á, vừa nấu cơm, vừa cho lợn, cho gà, vừa cho con bú trên trông nó nhếch nhác. Còn cô này đã đi gặp bạn trai là phải chỉnh trang rồi. Cho nên là trong mắt mình thì người nào cũng thấy xinh hơn vợ mình, ai cũng thấy có cái hay hơn vợ mình. Nhưng mà đấy, nó chỉ là cái bề nổi ở bên ngoài thôi. Không biết rằng cái cô gái mà mới quen này, em nói rằng hơn vợ em mọi mặt là hơn những cái gì? Chắc là trẻ hơn, xinh hơn. Vâng. Nói thế thôi nhưng mà người ta nói rồi, vợ chồng bên cạnh cái tình cảm nó còn cái trách nhiệm và nó là cái nghĩa. Không phải dễ dàng. Ra mình mua mớ rau mà thấy cái mớ ở khác nó non hơn thì vứt luôn cái mớ rau già đi, ăn cái mớ rau non nó cũng đơn giản, chắc chỉ mất vài nghìn đúng không? Nhưng cái chuyện vợ chồng con cái đã gắn bó, đã xây dựng, nhất là cũng mới có đứa con nhỏ, mà thường là vợ chồng trong những cái năm đầu đời chung sống, ví dụ trước 5 năm ấy, sau ngày cưới là nó hay có những cái mâu thuẫn trục trặc vì hai người sinh ra từ hai gia đình khác nhau, bây giờ lại nhập vào với nhau để tạo thành một gia đình, có nhiều cái sinh hoạt cũng như thói quen nó chưa phù hợp, người ta gọi là còn đang hòa nhập vào với nhau mà. Vâng, vâng. Thế còn thì anh nghĩ rằng là
những cái cảm xúc mà thấy rung động trước người nọ, người kia xinh hơn, đẹp hơn, nó là cái cảm xúc nhất thời. Nhưng mình nghĩ rằng là cái gì mới là cái điều cơ bản nhất đối với mình, đúng không? Một người đàn ông là ổn định này, vợ rồi con này, ngoài ra mình còn tập trung vào mình đi làm này, để mà có tiền để làm cho cuộc sống gia đình vợ con nó đỡ vất vả hơn. Thế còn đã thành vợ thành chồng, cái chuyện xích mích thì mình không thiếu gì cách để mà có thể tháo gỡ. Chứ không phải là cứ xích mích thì chán bỏ đi, thấy cô khác hay hơn lại nhặt về rồi ba bữa rồi cũng thế. Thế thì đời mình thành một cái cuộc mà cứ chạy đua thì biết đến bao giờ mới có điểm dừng, đúng không? Vâng. Cứ có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với cái cô mà cô ấy đang có cảm tình với mình, nhưng cũng nói rõ là anh có vợ có con rồi, anh không thể tiến xa hơn được. Thế còn cô ấy yêu mình hay như thế nào, đấy là quyền của cô ấy. Còn cái việc đáp lại hay không thì phải khéo léo ở mình, đừng để cho cô ấy hy vọng quá nhiều. Thế xong đến lúc người ta say đắm rồi, xong lúc người ta biết là mình không bỏ vợ để lấy người ta, từ tình yêu chuyển thành thù hận rất nhanh. Rất nhiều người mà để làm cho người ta tổn thương, xong đến lúc mà mình không có dứt khoát ấy mà. Vâng, trả thù rất là kinh khủng, đúng không? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Alo ạ? Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Xin hỏi đi ạ. Vâng. Em một tuần em quan hệ 6 lần đấy, thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không chị? Vâng, bạn đã thấy ảnh hưởng chưa? Dạ, em thấy bình thường ạ. Vâng, à thấy bình thường hả? Tuy nhiên thì vẫn cứ muốn chuyên gia của cửa sổ tình yêu tư vấn một chút đúng không? Cho yên tâm hẳn đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 tuổi chị ơi. Bao nhiêu? Em 33 tuổi. 33 tuổi. Có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Nhưng mà em bên ngoài lại có bạn gái nữa cơ. Thế là nhân gấp đôi đúng không? Nhân gấp đôi ạ. Một tuần phải trả thuế cả nhà lẫn bạn ấy. Thế à? Phải trả. Nếu đã là phải thì việc gì mà phải quá thế? Nhưng mà em cũng ham muốn em cao lắm, nhưng mà em thấy nó bình thường ấy. Em hỏi cửa sổ tình yêu ấy. Rồi. Tư vấn sẽ là nó có ảnh hưởng đến nhiều sức khỏe không ấy, nó ảnh hưởng gì lắm không ấy? Nếu mà nó có ảnh hưởng thì em 30 tuổi thì nếu mà nó có ảnh hưởng thì em sẽ thấy là nó mệt. Biểu hiện trước mắt là nó mệt. Tuy nhiên là một tuần mà 6 lần ở cái độ tuổi 30 thì nó cũng là ở cái giới hạn gọi là hơi nhiều đấy. Và bây giờ thì do mình còn sức khỏe thì nó không có biểu hiện ngay. Thế nhưng mà nó sẽ biểu hiện đến khi mà độ 45, 50 tuổi. Và lúc đấy sức khỏe yếu thì cái việc đấy, cái hậu quả của cái hơi nhiều này nó sẽ thể hiện. Đúng không? Vì vậy mình cân đối giữa thú vui và sức khỏe. Nhá. Sức khỏe cho cả sau này nữa và hạnh phúc gia đình nữa. Vâng. Đúng không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Em không có nhu cầu tư vấn về tình cảm thì chị cũng không đề cập. Tuy nhiên rằng là cái việc mà trả lời vào câu hỏi của em 6 lần một tuần và nó lại là 3-4 lần gì đấy ở ngoài luồng. Và như vậy là thế nào nó cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Còn cái sức khỏe thể chất ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thận. Và đến khi mà ở cái tuổi bắt đầu xuống dốc thì lúc đấy cái thận nó sẽ biểu tình rất là mãnh liệt. Vì vậy hãy cân đối một cái thú vui, để cân đối giữa vui vẻ với sức khỏe của chính mình và với hạnh phúc của gia đình em nhé. À thế chị, cái đấy nó ảnh hưởng đến cả thì tinh thần đấy chị. Thì em đi ra ngoài em không lo à? Không lo vợ biết à? Nhưng mà... Có lo không? Về nếu có vẻ nói dối không?
em có ạ. Có phải quanh quanh đó không? Và bây giờ chắc là mới, chứ còn nếu mà một thời gian dài dài nữa, xong lại đam mê ở bên ngoài nhiều hơn, xong về nhà lại lại nhạt nhiều hơn, xong rồi em cũng lâu lâu phết gì đấy. À, thế là em giấu được đúng không? Em 2 năm gì đấy. Ừ, thế là vẫn giấu được chứ gì? Vâng ạ, cho nên vẫn ứng dụng gì. Nhưng mà các cụ nói có một cái câu là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng ra đấy. Và đến lúc mà nó ra thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Cho nên em tưởng tượng trước đi nhá. Là nếu vợ phát hiện. Em cũng đang muốn rút lui với bạn gái kìa. Cái bạn gái kia nhá, tại vì là bạn gái kia là cũng là bỏ chồng. Bạn gái kia xem 95. Đấy, thì bạn gái đấy thích em lắm. Tốt quá, đấy. Em lấp chỗ trống mà. Đúng dạ. không? Em lấp chỗ dạ. trống cho bạn ấy bởi vì bạn ấy bỏ chồng. Cho nên có một người lấp chỗ trống. Thế nhưng mà đúng em rồi. Lại em lấp được chỗ trống cho bạn ấy thì gia đình em lại thiệt thòi cái gì đó, đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thì em rất nhà em nháy này. Em bảo bây giờ mà mình chia tay ấy. Cô đấy thì cô ấy lại tìm mọi cách sẽ làm mình ấy. Làm mình tức là làm gì? Em nghĩ là chắc là cô bé đây sẽ tìm mọi cách là lại phá vỡ mình ấy. À, đấy, trả thù ấy, đúng không? Ừ. Thế bây giờ thì em phải lựa chọn để tìm ra một cái cách ứng xử mà nó phù hợp nhất. Một là 2 năm rồi không dám bỏ, muốn bỏ nhưng không dám, đúng không? Vì sợ cô ấy trả thù. 2 là thôi thì cứ thế đi, và đến năm thứ 3 thì vợ và con biết thì lúc đấy như thế nào. Em trả lời 2 câu hỏi đấy đi nhá. Tưởng tượng trước ra như thế để mình lựa mà. Và rõ ràng mình không thể lấy cô ấy rồi vì mình có vợ rồi, đúng không? Và nếu mà em yêu thương cô thực lòng thì cũng phải giải phóng cho cô ấy, để cô ấy lại có một cái người yêu và để cô ấy lại có thể lập một cái gia đình mới. Chứ mình cũng không chiếm chỗ của một cái nam nào đó và cũng không để cho cô ấy mất thời gian với mình mà nó không đi đến một cái hạnh phúc mà nó đúng nghĩa của cô ấy nhá. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn có bí quyết giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình, cũng như là có thêm được những kiến thức về sức khỏe sinh sản. Và tôi cũng mong là rằng là lần sau cũng sẽ không phải nhận được cuộc điện thoại của một thính giả ở Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Có thể hỏi về tư vấn thêm về sự đổ vỡ trong gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Mời các bạn cùng đến với cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Em chào chị ạ. Em Hằng ở Hà Nội ạ. Em có câu hỏi là em yêu anh này được 2 năm nhưng mà bây giờ em biết là anh ấy có vợ. Nhưng mà bây giờ em mới biết ạ. Vâng. Và bây giờ em đã có thai rồi, em cũng không biết là 2 hay là 3 tháng rồi ấy ạ. Vâng. Mà khi bạn biết rằng anh ấy có vợ thì bạn có nói chuyện với anh ấy không ạ? Có. Thì anh nói sao? Em bảo là anh có vợ rồi mà không nói với em, mà yêu nhau được 2 năm rồi, không lấy em mà lại lấy ai mà em không biết. Anh ấy bảo là phải hiểu cho anh ấy, bây giờ anh ấy vẫn muốn yêu em mà kiểu như là anh ấy lo về vấn đề kinh tế cho em ấy ạ. À thế ạ. Vâng, và bây giờ thì cái thai của bạn trong bụng bạn thì ngày một lớn dần và anh ấy thì lại đã có vợ. Bạn rất là băn khoăn không biết là nên giải quyết cái tình huống của mình như thế nào, đúng không? Vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Xin mời anh ạ. Chào em. Em chào anh ạ. Em ơi, yêu 2 năm rồi đến mức độ là sắp có con với nhau. Em không hề bao giờ về nhà anh chơi, không bao giờ gặp gỡ một người bạn quen thân nào của anh ấy. Em cũng được về nhà anh ý nhiều lần ạ. Nhưng mà một cái nhà cũng biết là anh ý lấy vợ kiểu gì nữa. 3 tháng trước thì anh ý bảo là anh ý đi công tác ở Bắc Cạn. Thế xong sau đó thì mấy hôm nay anh ý đưa em đến trường đón em về đi học ạ. Thì bạn em bảo là cái ông này ông ý có vợ rồi. À, tức là không phải là có vợ trước lúc đến với mình, mà trong thời gian yêu mình 2 năm thì cũng chỉ yêu để đấy thôi. Và không xác định phải cưới mình. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều về học hành, tại vì gia đình em khó khăn cho nên là anh ấy giúp không, em ơi,
đại học ạ. Mình phải hiểu cái giúp ấy nó hoàn toàn là khác với cái chuyện là sẽ yêu để lấy làm vợ, đúng không? Nhưng mà trong khi yêu anh ấy hứa hẹn với em rất là nhiều mà anh ấy thuê nhà cho em cơ. Ừ thì hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Bây giờ thì mình biết được cái mục đích của anh ấy rồi, là yêu mình để giúp đỡ mình, sẵn sàng bỏ ra một số tiền nhất định để mình trở thành một người yêu không phải vợ, mà vợ mà không phải vợ, đúng không? Thế còn cái người vợ thật sự chính đáng thì anh ấy lựa chọn theo kiểu khác. Anh đã chọn rồi và đã cưới đàng hoàng rồi. Nhưng mà anh ơi, bây giờ anh ấy vẫn cứ bảo là anh ấy vẫn muốn yêu em, anh ấy vẫn lo lắng cho em ạ. Ừ, tức là thế này, anh ấy muốn rằng là em làm bồ của anh ấy mãi mãi. Nói thẳng là thế chứ yêu gì, đúng không? Vâng ạ. À, có thể cũng anh ấy thừa tiền, có thể để thuê hoặc là mua cho mẹ con em một cái nhà, em cứ sinh đẻ đi. Mỗi tháng anh ấy... Nhưng mà anh ấy bảo anh ấy chưa biết gì đâu ạ. Em không dám nói. Chưa biết gì là cái gì? Anh ấy chưa biết là em có... À, tức là em chưa nói với anh là em có thai. Vâng ạ. Ừ, biết đâu khi em nói anh ấy lại thái độ lại khác thì sao? Sao em định không nói để tự mình đẻ rồi làm sao? Không, em định mấy hôm nữa mới nói. Ồ, thế đợi lúc 3, 4, 5 tháng mới nói, xong lúc ấy thì anh ấy sẽ nói rằng là đấy tùy em, cái thai là của em, anh thì chỉ yêu em thôi, anh chỉ muốn rằng là chúng mình cứ thế này mãi mãi. Còn thì anh không cần con, vì con thì có vợ anh đẻ. Thế thì lúc ấy mình mà có mình giải quyết thì nó muộn quá rồi thì sao? Nhưng mà em không biết làm thế nào bây giờ vì anh ấy thì lo vấn đề học hành cho em. Năm nào anh cũng đóng tiền cho em bây giờ. Ừ. Anh ấy thuê nhà như thế, bây giờ bỏ anh ấy thì anh chả biết làm thế nào. Nôm na là thế này, em thì cần tiền mà anh ấy thì cần... Không phải ạ. Ừ. Thì em cũng yêu anh đấy. Ừ. Anh ấy thì hơn em tận 17 tuổi nhưng mà em vẫn thấy yêu anh ấy nhưng mà... Thế thì em có chấp nhận thế này không nhá? Mình phải đặt tình huống là anh thì có vợ này, thế rồi anh ấy thuê nhà mày cho mình này, thế rồi cũng chu cấp cho mình thêm tiền bạc một thời gian nữa này, rồi mình sẽ trả lấy ai và trở thành một cái người vợ thêm của anh ấy, có chấp nhận không? Không ạ. Ừ, tương lai sẽ là như thế đấy, mà nó đang là như vậy đấy. Có một... Em không biết phải nói với anh như thế nào. Làm sao? Em muốn nói điều gì? Em thì một phần là em vẫn muốn yêu anh đấy, nhưng mà em nghĩ nhiều khi em cũng muốn bỏ để yêu người khác, để không có bây giờ nhỡ đâu. Bạn em bảo là 3-4 tháng thì nào nhỡ đâu nguy hiểm đến gì sau không có nữa thì chết. Ừ, thế cho nên là mình lại cứ âm thầm thì không dám nói này, thế xong để lúc to quá này, xong sinh con thì bắt đầu là cơ hội cho mình đến với ai đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, và tự nhiên thì mình trở thành người vợ không chính thức của anh ấy. Tất nhiên về mặt kinh tế có thể không quá khó khăn bởi vì anh có thể giúp đỡ được, nhưng mình đấy, tương lai của mình phải hình dung ra là thành một người vợ thế nọ thế kia. Mà đây bây giờ thì là vì còn đang bí mật không biết, chứ nếu vợ thật của anh mà biết ấy mà thì mình không chỉ yên lành, tiền cũng không có mà rồi còn bị phiền phức hơn rất nhiều, đúng không? Nhưng mà bây giờ kinh tế của gia đình em rất là khó khăn. Ừ. Anh ý thì lo cho em mấy năm nay rồi. Ừ, thì tức là vì thế mà mình không dám dứt bỏ nữa, đúng không? Vâng ạ. Thì em có con đường lựa chọn rồi đấy, tức là tiếp tục để có thể là mình không mất đi một cái nguồn gọi là hỗ trợ kinh tế trong lúc mình ăn học này. Thế thì phải đánh đổi bằng một cái khác thôi, chứ còn không ai người ta cho không mình tiền mà để người ta không đòi hỏi bất cứ một cái gì. Em đã rõ rồi còn gì nữa. Vâng ạ. Nhà. Theo anh thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? Nói ngay với anh cái việc là mình có thai, xem phản ứng của anh thế nào. Vâng. Biết đâu anh ấy bắt mình đi phá ngay. Bởi vì anh không muốn điều đó, ông chỉ muốn là mình là một cô gái thế nọ thế kia. Chứ còn thì anh ấy đã định cặp bồ, vì rõ ràng là mình phải nhìn thẳng vấn đề, đây không phải là chuyện này yêu đương để lấy thành vợ thành chồng, đúng không? Thì nói nó là cái cặp bồ, không ai người ta cặp bồ với một cái cô mà giờ có con ngồi đấy đẻ con nữa. Thì biết đâu anh thêm anh ấy khác, hoặc là anh ấy thấy là ui thế thì mừng quá, thế thì em để đẻ đi rồi chúng mình sẽ thế nọ thế kia. Bởi vì cái thai này anh ấy là tác giả thì vì anh ấy phải được biết chứ, để xem cái phương hướng thế nào. Biết đâu khi thấy thế anh ấy lại còn quay ngoắt 180 độ thì làm sao. Thế và luôn luôn nhớ rằng là mình phải biết mình là ai và cái chỗ đứng của mình như thế nào ở trong cái con mắt anh ấy, để mình đừng có kỳ vọng vào một cái quá lớn. Trong cuộc sống là mình đã xác định là cái gì là quan trọng nhất với mình rồi thì phải hy sinh cái khác. Ví dụ đối với em tiền là quan trọng nhất, thì vì tiền thì em sẽ phải đừng có nghĩ rằng lại phải có tình yêu rồi có lòng trân trọng rồi có thế nọ thế kia. Thế còn nếu mình thấy không thì hãy dám dũng cảm để tự kiếm sống để nuôi bản thân mình thì mới mong được trân trọng.
nhé. Vâng ạ. Vâng, từ những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn thì mong rằng bạn và anh bạn trai của mình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau và mong rằng bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo, xin chào bạn trẻ từ Bắc Giang. Em nghe. Vâng. Em là bây giờ em đang có một người kém em 12 tuổi. Thế à? Dạ vâng ạ, thích là... em một năm nay rồi và bây giờ thật sự ra là thời gian nó cũng kéo dài, thế là bây giờ em cũng có nghĩa là em cũng đã có tình cảm với người ta. Thế à, quý hóa quá. Dạ, gì vâng. Nữa? Em không biết là như thế đúng hay là sai. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 34 tuổi ạ. À, thế chàng kia mới có 22 tuổi thôi à? Dạ vâng ạ. Bạn đã có gia đình chưa? Em có gia đình rồi ạ. Có gia đình rồi. Chuyện tình cảm vợ chồng của em thì thật sự ra là bọn em chia tay được chục năm rồi ạ. À, thế à, tức là bạn đã ly hôn được 10 năm nay rồi. Vâng. À, thế à, bây giờ thì bạn vâng. Đang ở với con à? Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì tự nhiên có một cái chàng trai rất là trẻ như thế, lại yêu mình đúng không? Và mình dần dần mình cũng có tình cảm với chàng trai đó. Bạn muốn hỏi chúng tôi là xem có nên tiếp tục cái duy trì cái tình cảm đó hay không đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Này anh hình dung là chắc là phải trẻ mà xinh lắm đúng không? Cho nên cái bạn kia kém 12 tuổi, chắc hồi đầu bạn không biết đâu. Thấy mình cũng xinh, cũng trẻ, xong rồi gái một con trong mòn con mắt chắc là dễ thương lắm. Không anh ạ, người đấy biết rõ về hoàn cảnh gia đình của em ạ. À thế à? Thật sự là từ trước đến giờ cũng rất là nguyện đến, nhưng mà em vấp phải cái chuyện trong cuộc sống như vậy đây. Em nghĩ sợ em không dám đón nhận bất cứ ai. Nhưng mà đến khi người đấy đến thì lại chân người ta đã làm cho trái tim em phải rung động ạ. Này, cậu ấy sống một mình hay là có bố mẹ, họ hàng, anh em gì không? Có ạ. Yêu nhau thì không vi phạm bất cứ điều gì. Không có cái luật của trái tim rằng là ai kém tuổi ai hay hơn tuổi ai thì không được yêu. Nhưng cái từ cái yêu đấy mà đến hôn nhân thì nó còn là một quãng rất xa. Yêu nhau thì nếu cứ mà chỉ có yêu như thế trọn đời chắc không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà nghĩ rằng tiến tới xa hơn nữa thì phải cân nhắc mấy việc. Một là thái độ của gia đình, bạn bè, người thân của anh ấy. Cái thứ hai là cái khả năng tự quyết của anh ấy. Ví dụ như anh ấy là một cái chàng trai tuy 22 tuổi nhưng mà đã tự lập từ bé này. Rồi trong gia đình cũng đã để cho anh ấy làm cái tự quyết rất nhiều. Bản thân anh ấy tuy có 22 tuổi nhưng mà rất chững chạc, rất là quyết đoán. Thì mình tin cậy được. Thế nhưng mà nếu mà 22 tuổi mà là một cậu ấm mà mẹ nói quát một câu là sợ rúm rít lại xong rồi. Mẹ dọa rằng là nếu mà mày yêu cái con ấy mày đưa nó về đây thì tao sẽ tư chẳng hạn. Thì là bắt đầu lại sợ, lại đến lại khóc, lại ôm anh thương em yêu em nhưng mà mẹ anh bảo thế. Thế thì nó lại khác. Thế em mới thấy cái cậu ấy thế nào? Dạ cũng thật sự ra thì em thấy là ít tuổi nhưng mà vì trong tất cả những cái cuộc nói chuyện đấy em cũng đưa ra rất là nhiều những cái nói chung là tất cả mọi cái vấn đề và những cái trở ngại em đưa hết ra nhưng mà nghe cậu ta nói thì cũng quyết tâm lắm đấy nhưng mà cái thực chất thì chẳng biết chưa biết thế nào đúng không? Không thôi được không rồi, cái này về phía tình cảm thì không có vấn đề gì cả. Chắc rằng anh cũng chẳng đùa. Nếu mà anh đùa, anh lợi dụng thì anh ấy lợi dụng những người khác chứ chả lợi dụng đến tận mình đúng không? Vâng, đúng rồi. Em cũng đã từng nói, em bảo là nếu như mà đến với em bằng một mục đích nào đấy thì tốt nhất là nên thì dừng lại. Em chẳng có cái gì để mà lợi dụng, đúng không? Vâng. Tuy nhiên, đấy, anh nói rằng từ cái chuyện mà yêu nhau lắm xong rồi, bây giờ mà tiến tới xa hơn thì không phải dễ dàng vượt qua được đâu. Dư luận xã hội rồi bản thân cái sự đắn đo của anh ấy, cộng với này, cái việc chênh lệch tuổi tác, là người tình thì không sao cả, sống với nhau lâu lâu một tí thì không vấn đề gì, nhưng thành vợ thành chồng suốt ngày ở với nhau sẽ có rất nhiều thứ nó xảy ra.
anh ấy mới 22 tuổi, con mình phần đấy có làm bố con mình được không? Rồi thì rằng là mà đến lúc mình 60 tuổi, anh ta với 48, mình là một bà già ngồi đấy, anh ta là chàng trai 48 sẽ đi tìm những cô gái 30, mà cũng chưa phải là đến tận lúc ấy đâu, cũng gần thôi. Tâm lý chung của con trai đàn ông vẫn mong muốn là gặp những người phụ nữ, bạn gái, chinh phục những người mà trẻ trung hơn mình, ngưỡng mộ mình. Anh 22 này sẽ có thể là sẽ để mắt tới những cô bé còn đang học phổ thông trung học, đúng không? Hãy duy trì cái mối quan hệ này, bởi vì thực ra thì lòng mình cũng thấy ấm áp khi có một người yêu thương, và bản thân anh ấy thì cũng chân thành khi nghĩ rằng là mình là một chỗ dựa cho ai đó. Cái này không vi phạm bất cứ điều gì, không vi phạm đạo đức và cũng chẳng vi phạm về luật tình yêu. Chỉ có điều rằng phải cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn ở trước mắt để có thể tiến tới một cái xa hơn, cái đích hơn chính là cuộc hôn nhân. Bạn đang nghe rõ gì chứ? Chúc các bạn hạnh phúc nha. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Minh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Vâng, em tên là Đạt ở Thạch Thất, Hà Nội ạ. Vâng. Năm nay em 45 tuổi. Em nhờ các chuyên gia tư vấn cho em nên em nên thực sự như nào ạ? Vâng, bạn nói và thời gian vừa rồi vợ chồng em vẫn bình thường không sao cả. Nhưng chỉ vì một cái vấn đề là vợ chồng nó bất hòa một tí nhỏ nhỏ thì vợ em mới bỏ đi. Thì sau đấy thì gia đình em cũng gần tụ bình thường rồi. Nhưng mà sau đấy được mấy hôm, về được mấy hôm thì em phát hiện là vợ em có ngoại tình. Và vợ em cũng ngoại tình với người bạn thân của em mà. Thì sau đấy thì em cũng không cáu gắt, thì em cũng nói vợ đôi ra câu rồi là cũng động viên vợ. Nhưng mà trong thời gian sống vừa rồi này em cứ bị ám ảnh nhiều quá. Nên nhờ gặp chuyên gia tư vấn cho em nên xử lý như nào ạ? Vâng. Đúng là rất là buồn. Từ đầu chương trình tới giờ thì nói thật là đến câu hỏi của bạn là chúng tôi cũng đã nhận được đến 3-4 câu về trường hợp vợ hoặc chồng ngoại tình. Và vâng, rất là chia sẻ với cả các thính giả gặp cái tình trạng như vậy. Anh Đinh Đoàn ạ, xin mời anh tiếp chuyện thính giả. Mình phát hiện ra vợ với cái anh bạn thân mà cùng lán trại nó sát nhà mình ấy là nghe thấy hay họ nhắn tin, họ đứng ấy chuyện hay là như thế nào? Tức là em phát hiện ra là vợ em là có ngoại tình với bạn thân của em cùng hội đồng niên, cùng trong xóm, trong làng. Nhưng mà bạn em có cái lãnh xưởng gần nhà em. Qua những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi điện thoại thì em đã cài đặt điện thoại, thì em từ máy em là em đã phát hiện được rồi. Đấy, thì khi em nói ra thì vợ em cũng nhận lỗi. Và vợ em cũng xin lỗi và cũng xin chuộc lỗi. Thì em cũng nhất trí. Thì trong thời gian đấy thì em cũng không có cái hành xử gì quá đáng với vợ, vẫn động viên vợ, nói chung là vẫn bình thường. Nhưng mà trong cuộc sống của em, công việc của em nó bị u ám nhiều thứ quá, cho nên em đang bị ảnh hưởng nhiều quá. Này thế mình có nói chuyện với cái cậu bạn kia, cái anh bạn mà cứ hàng ngày ra nhà mình cơm nước cháo là bây giờ thì em cũng gọi cả vợ chồng nhà người bạn đấy ra trước mặt cả vợ chồng nhà em, cả vợ chồng em cũng nói thế người bạn trai đấy cũng nhận lỗi. Thì cũng cãi là chưa đến mức sâu xa như thế đấy. Rồi. Thì giữa vợ chồng em và vợ chồng người bạn đấy ngồi đối diện với nhau mà. Đấy. Thế thì cái cô vợ của nhà kia thế nào? Người vợ của bạn thì cũng chửi bạn ấy, nhưng mà cái đấy là chuyện của người ta. Nhưng mà người bạn đấy có nhận lỗi ạ. Rồi. Tóm lại là không phải là nghi ngờ, không phải là mình ghen bóng ghen gió, mà nó là chuyện có thật xảy ra. Có bằng chứng. Thế còn tất nhiên chưa bắt trai trên gái dưới, nhưng mà họ nghĩ rằng là nói rằng là có tình cảm nhưng mà nó chưa đến nhiều lần quá, đúng không? Chắc mới vài lần thôi. Và này nói đùa chứ không phải ai cũng hành xử tử tế được như mình đâu. Nói vợ qua loa vài câu, vợ nhận lỗi rồi cũng bỏ qua. Nghe có vẻ rất đàng hoàng. Trong cái chuyện này ấy, em cũng bảo vợ em lên nhà bà ngoại. Và em cũng gọi các em vợ và các có tổ chức họp gia đình bố mẹ vợ lại. Em cũng nói chuyện đấy, thì em cũng tha thứ, em bảo là anh sẽ tha thứ cho em lúc nào anh cũng đồng hành với em đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà thực sự là cuộc sống anh bị u ám quá, thì đấy em liệu em sống thế nào để cho anh giải tỏa được cái đấy. Vợ chồng mới hạnh phúc được, bây giờ con nó lớn rồi đấy, em vẫn bình tĩnh, em thực sự mà. Không giỏi thật đấy. Cái gì nó cũng có hai mặt đấy, cái sự bình tĩnh nín chịu của mình. Thế nhưng mà rồi mình nén vào trong, bây giờ mình cái ám ảnh, mình suy nghĩ, mình chán, dã rời, lại đi uống rượu, rồi bỏ xưởng, không làm, rồi vân vân, rồi nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế là cũng chết. Thế còn thì cũng có những anh mà sau khi bắt được cái bù loa chửi vợ, thậm chí chửi thậm tệ, thế nhưng mà rồi xả ra được thì nó cũng lại nhẹ lòng.
thôi nhưng mà mình đã, nó tùy từng tính người, mình đã lựa chọn con đường là hòa bình. Cũng nhưng mà phải nói thật là hàn gắn lại cũng tương đối khó khăn. Trong mọi những cái đổ vỡ, mọi những cái sứt mẻ của cuộc sống gia đình thì cái phản bội, cái ngoại tình là một thứ mà gọi là hàn gắn cực kỳ khó khăn, bởi vì nó ám ảnh ở trong đầu cơ. Cái giá bảo rằng là vết thương ở ngoài da ngoài thịt thì bôi kháng sinh, bôi thuốc mỡ thì 5 ngày 7 lượt gì đấy rồi nó cũng lành, nhưng cái vết thương lòng này thì đúng là nó phải cần cái thứ nhất là cần thời gian, thứ hai nữa là cũng cần nỗ lực của cả hai phía. Mình thì cũng nghĩ rằng là con người ta thì ồ thôi chắc cũng có yếu mềm, đàn bà mà cơ bản nhất là cái cậu bạn của mình nó lại quá đáng, không ngờ mà thôi vợ nó chửi nó thì trừng phạt thế là được rồi, còn mình có chửi thêm cũng không làm gì cả, rồi nó tức lên có khi lại chọc mình, lại phá nát nhà mình còn hơn ấy. Còn thì vợ thì thật ra bây giờ cô cũng ăn năn, thực ra một người mẹ mà đứng trước cả họ rồi hứa rồi thề cũng nhục lắm, cũng thấy cay đắng lắm chứ, nhất là các con trai nó biết mẹ như thế trong con mắt các con mẹ cũng đã hình ảnh đã xấu đi lắm rồi, đấy cũng là một sự trừng phạt lớn đối với cô rồi, một cái phút sai lầm mà rồi cuối cùng bây giờ nó chả ra làm sao cả. Nói với con sau này cũng khó, dạy con là con phải tử tế ngoan ngoãn, con phải sống đức độ đấy, cháu nó còn bé chứ nó mà lớn lên một chút nữa nó nói cho một câu thì có khi ngượng ấy, mẹ cứ xem lại mẹ ấy, không phải dạy ai là đã đủ nhục. Cho nên là thì cái uy tín của cô ấy trong con mắt của mọi người trong họ hàng rồi cũng như là với con cái là cũng đã là một cái sự trừng phạt lớn với cô rồi, mình cũng không cần đấm đạp gì thêm. Thế còn về phía mình thì cũng cần có thời gian nó mới nguôi ngoai, mà để thời gian nó nguôi ngoai thì mình phải có chủ động tích cực chứ không phải ngồi đấy mà đợi mà chờ. Thôi thì tập trung hết sức vào làm vào ăn, thế rồi không phải là ngồi đấy để mà lúc buồn lại đi ngồi quán lẩu quán nhậu, xong cũng chia sẻ chuyện này ít thôi. Bởi vì thực ra ở ngoài đời ấy, người xấu cũng có, người tốt cũng có, ngồi quán lẩu mà lại có năm anh em bạn mà lại lúc ấy mình bức xúc quá mình lại chia sẻ với mấy cậu bạn á, mỗi người một câu vào lại có chén rượu bảo tao thế tao về tao cho một nhát người này thì bảo bỏ mẹ nó đi, ví dụ như thế, rồi cuối cùng mình phải ngẫm. Và cái này thật ra nó cũng không hay ho gì, thế và luôn luôn là phải nói chuyện với vợ đấy. Em bây giờ em giúp anh đi để anh lấy lại tinh thần, anh đau lắm, anh đau mà không thể nói lên được, cái này không phải là một cái gì để mà đi mà khoe âm lên được, và anh thì anh rất muốn giữ cho em nhưng mà em bây giờ giúp đi. Thế thì rồi chị vợ mà là cái người mà biết suy nghĩ, thôi thì sau những cái lỗi lầm của mình vỡ được người chồng, người ta lại rất là tử tế như thế này thì sống cuộc sống hàng ngày chăm chút nhiều hơn, vì mình đang muốn rằng là nó khởi sắc lại cái mối quan hệ chứ không phải để tiêu diệt, cho nên là mình vẫn cứ phải duy trì. Nhưng mà chắc chắn là cần phải có một thời gian khá dài, nỗi đau gì rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai. Em cứ nhìn thấy cảnh có những cái người mà ở trong cuộc sống ấy, chẳng may gia đình gặp những cái tai ương, tự nhiên hai đứa con đang khỏe đang mạnh bị tai nạn, lúc ấy người bố người mẹ tưởng có thể chết ngay đi được, đúng không? Thế nhưng chắc chắn chẳng ai dạy gì mà động viên rằng thôi đừng buồn nữa rồi cái cố mà vui lên, cố làm sao. Nhưng mà thôi, thời gian cũng là cái liều thuốc mà nó dễ xoa dịu lòng người. 6-7 tháng 1 năm nó nguôi nó ngoai, nó dần dần đi rồi người ta sẽ bình phục dần trở lại. Thế thì nó rất là cần cái sự cố gắng của mình. Rất là tốt là mình không làm to chuyện, và rất là tốt nữa là sau đấy mình vẫn duy trì tất cả những cái hoạt động vợ chồng như hiện nay. Rất là may này, mình có cái công việc bận rộn, mình phải lo cho cuộc sống của mấy chục anh em nữa, trong đó là có cái phần của mình. Chứ sợ nhất là một ông mà bây giờ lại còn không có công việc gì, cứ ngồi đấy mà một tay chén rượu, một tay con mực, xong rồi nghĩ là cay rằng là vợ mình thế nọ thế kia, thì đúng là khó mà bình phục. Nhưng mà thôi, trong cái rủi nó có cái may, trời cho mình cũng có cái tài hoa làm ăn được rồi, nó cũng là cái cuốn vào đấy, mình không nhàn cư mà vi nó không bất thiện. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ xây dựng lại được hạnh phúc gia đình của mình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Vâng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Tây Ninh. Dạ, em muốn hỏi là em bị tai nạn giao thông mà mổ là ốc chít cái này 2 tháng cũng khô ráo, cũng đi đứng được rồi mà chồng trên quan hệ mà em không dám cho.
em muốn được tư vấn bác sĩ để hỏi có tác hại gì đến cái chân không đấy. Vâng, hiện nay thì mình có vấn đề về sức khỏe, đó là bị gãy chân và bó bột 2 tháng đúng không ạ? Và trong quan hệ vợ chồng thì mình vẫn còn giữ, nên là vẫn có những cái tránh quan hệ vợ chồng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, đến trực tiếp là đến cái chân. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Em bị gãy chân thì là ở phần cẳng chân hay phần đùi? Dạ em bị gãy cẳng chân mà phẫu thuật bắt ốc tiết đó bác sĩ. À, bị ở cẳng chân và phẫu thuật xong người ta còn làm nẹp và bắt ốc vít, đúng không ạ? Là một cái phẫu thuật mà rất là chắc chắn chứ không phải là chỉ là nắn vào bó bột không, đúng không? Nó như là cái cành cây ấy, mình tưởng tượng là nó bị dạn này hoặc là nó gãy. Thế và người ta cho dù chật hay không chạch thì người ta cũng đưa nó về và người ta có một cái nẹp vào và người ta giữ cái đầu mối mà bị gãy ấy, cái đầu bị gãy ấy, bằng một cái nẹp. Đó, và nó lại ở cẳng chân thì 2 tháng rồi. Và 2 tháng mà bác ông chồng kiêng thêm ấy thì không biết là có nguy cơ gì không, đúng không? Đó. Vậy thì thực chất là khi mà đã nói đến cái chuyện mà vợ chồng với nhau rồi là quan hệ như thế nào ấy, thì em là hiểu nhất cái cách mà anh ấy quan hệ với mình. Và mình cũng có thể nói là em chỉ ngại rằng là nhỡ nó ảnh hưởng đến cái chân, nó gãy ra hay nó bong ra, thì rồi lại phải đi khám, thì rồi em lại nằm một chỗ, thì rồi anh vất vả, đúng không? Tuy nhiên rằng là ở cái mức độ của em ấy, đấy là để nói như vậy, để cho anh ấy mường tượng rằng là khi mà anh ấy làm cái chuyện ấy với mình thì nó không còn được là vô tư như là cái khi mà mình không có cái nẹp bắt vít ở chân, cũng phải lựa một chút. Và em mà nếu mà thấy tư vấn bác sĩ nói chuyện nghe đừng hỏi. Nếu mà em mà thấy nó đau thì em cũng nói ốm nó đau rồi đấy, để anh ấy biết, để phối hợp muốn làm cái chuyện đó cho nó suôn sẻ và hài lòng cả vợ, hài lòng cả chồng, không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, thì chúng ta phải cởi mở chia sẻ với nhau, đúng không? Và có hoàn toàn có thể làm được chuyện đấy nhá. Đấy là nói về cái nẹp, em quá băn khoăn thôi. Còn ở cẳng chân và lại bắt nẹp ốc vít thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều nhá. Nhưng mà nó cũng không được thoải mái. Nhưng mà khi mà em không bị gãy chân, vậy thì vừa làm vừa cảm nhận và vừa chia sẻ với nhau như thế nào cho nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh ạ. Đây em đây ạ. Vâng, tôi nghe đây. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Cho tôi hỏi là tôi đã kết hôn được 32 năm ấy. Dạ, mà trong 32 năm đấy là kiểu như là chồng tôi là kiểu như là hầu như là năm nào tôi cũng bị chửi và đánh một vài trận một năm. Vâng. Có hai đứa con gái thì cũng lúc nào nó cũng khuyên mẹ là nên chia tay. Nhưng mà trước kia con nhỏ thì thôi thương con là chữ níu cá cũng lại, nhưng mà đến bây giờ là cũng tôi 53 tuổi rồi. Có hai đứa cháu ngoại rồi, mà hôm nọ hôm mùng 2 là chồng tôi đánh tôi trước cả mặt rể và hai đứa con là cháu. Chị bây giờ vẫn lăn tăn là không biết nên tiếp tục hay là chia tay theo lời khuyên của các con đúng không ạ? Vâng, đúng là vai trò làm người vợ, người mẹ trong gia đình nhiều lúc cũng rất là khó xử. Câu chuyện của chị sẽ được gửi tới anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi. Xin mời anh Đoàn. Vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Em chào anh ạ. 32 năm qua, mỗi năm 2-3 lần. Vâng. Rồi mình có thay đổi gì không? Mình có rút ra bài học gì không? Hay là cứ túc tắc như vậy, chỉ biết là ông ấy cứ hay bực bội, cáu giận thì ông ấy đánh. Mỗi một lần như thế mình có rút ra, ví dụ có những người ta thấy rằng là những cái lúc mà lão ấy say thôi mình cứ kệ lão, mình không nói nhiều làm gì.
Thế hoặc là ông ấy điên lên là bởi vì mình có mỗi hai cô con gái, xong suốt ngày là bảo ông là đấy là lỗi tại ông không biết đẻ. Thế hay là chê ông làm được ít tiền, tức là mình thực ra trong cuộc sống của chúng ta khi gặp bất cứ một chuyện gì chúng ta cũng đều ngồi ngẫm lại, cũng suy nghĩ xong. Như hiện nay là anh này, nhà em thì đúng nào cũng không kiếm được ra tiền, nhưng mà em về cái chuyện tiền nong thì em cũng không quan trọng, bởi vì là mình cũng không quan trọng lắm về cái tiền. Nhưng rồi. Mà nhà em là kiểu như ý là nó cứ cũng có tư tưởng ở quê, là cứ tư tưởng là không có con trai ấy. Rồi. Cách như đây độ năm 2005 thì là nhà bố mẹ chồng nào cũng đã cho tiền chồng để cưới một cô vợ khác mà giấu em. Ôi thì rồi. Xong cái đợt đấy là con mẹ con em mới biết, thì con em nó cũng bị sang tận nhà cái cô kia, thì người ta mới bảo là hôm qua là bố cháu với cả cô Sơn là vừa cưới nhau, thì con em nó cũng bảo là cái chuyện này là mẹ con cháu không biết, đang nghe cái việc này là mẹ cháu phải biết, nhưng mà tại sao mẹ cháu không biết. Thế thì bên kia người bảo là bố ông bà cháu cho người sang hỏi cưới cô Sơn là cưới hôm qua rồi đấy. Thế thì xong cái cuộc hôn nhân đấy nó cũng kéo dài được bao lâu, chỉ được vài tháng là chia tay thôi anh ạ. Thế thì em cũng vẫn cố chịu đựng, bởi vì lúc đấy là con gái lớn thì em nó mới đang học lớp 10. Thế xong thì con gái nhà em nó đỗ đại học y là 6 năm, là em nuôi cháu 6 năm học. Ra trường em xin việc cho nó rồi, đến bây giờ là lấy chồng và đã có con, hai đứa con. Rồi tóm lại thế này đi. Mình ở đâu nhỉ? Mình nãy nghe không? Em ở Bắc Ninh ạ. Trời ơi, Bắc Ninh cách thủ đô ánh sáng có vài chục cây số mà còn đi lấy vợ hai khi không có con trai này, rồi lại còn đi lấy chui, rồi ông bà nội đồng ý ủng hộ, rồi lại có một cô phụ nữ, một người phụ nữ chấp nhận làm vợ hai để xem có đẻ hộ con trai của anh. Thì tôi thấy sao nó cứ như ở đâu ấy, nó giá như những năm 80-70 của thế kỷ trước thì cũng được, nhưng mà buồn quá. Mình bây giờ sức khỏe thế nào? Bản thân mình em thì vẫn khỏe, nhưng mà cách đây độ 3 năm là em phát hiện ra là em bị cái nhân tuyến giáp ấy. Nhưng mà nhân của em là nhân lành anh ạ. Ôi thì tốt quá. Làm ăn được không? Tức là bây giờ hiện nay mình có làm ra tiền, kinh tế mình vẫn duy trì tốt không? Thu nhập thì em cũng nói thật anh là ở trong quê thu nhập nó chỉ được 3 triệu, hơn 3-4 triệu một tháng thôi, chứ nó không được nhiều ạ. Thôi đấy là cũng được đấy, bằng người đi làm ở công ty, có những công ty nhỏ nhỏ chỉ có 3.5-4 triệu mà làm ngày 8 tiếng cả tuần đó. Thế rồi là các cháu thì lấy chồng ở gần đấy hay là nó ở xa lắm? Một con thì nó là bác sĩ, nó làm ở Bắc Ninh, nó lấy chồng luôn ở Bắc Ninh anh ạ. Còn rồi. Con thứ hai thì nó cũng vất vả, nó lấy chồng rồi xong lại bây giờ lại chia tay, nó về gia đình ấy. Rồi thế hôm nọ thì bố cũng đánh mẹ, thì nó cũng có vào nó can, thì có cả rể đấy, nhưng rau rể nó cũng can, nhưng mà bố xông vào đánh, nên là rau đánh cả hai mẹ con luôn, nhưng mà em không nói năng gì. Thật sự đánh là không nói năng gì nhỉ? Bây giờ em cứ chịu im lặng, bởi vì là này, như năm ngoái mẹ em mới mất được chưa được 50 ngày mà suốt ngày chửi em ấy. Được. Nhưng em cũng cứ cố nhịn, để bởi vì em nghĩ là muốn giữ hạnh phúc gia đình cho con. Để thế cho giữ thì có hạnh phúc không? Mình bảo mình muốn giữ hạnh phúc, nhưng thật ra thì có hạnh phúc không? Đấy thì bây giờ em đang đến trong thời điểm này là em cũng đang bối rối. Thì muộn em, lắm đấy, 30 năm nay giá mình nó rắn giỏi một chút từ cái ngày còn trẻ ấy. Nếu mà ông đụng vào tôi làm sao mà ông cứ lèm nhèm suốt ngày nào. Bây giờ thì ông có muốn cái gì, ông có muốn thế này thế khác hay không? Thế rồi mình còn chia sẻ với mọi người, chị em trong xóm ngoài làng, còn có hội phụ nữ, rồi có chính quyền địa phương, mình còn biết kêu lên chứ. Sao lại cứ nghĩ rằng là cam chịu rồi ông ấy chửi cũng ngồi yên, ông đánh cũng ngồi yên, mà trong khi con gái con rể lớn xúc xích ngồi đấy. Tôi thấy mình cái đấy cần phải thay đổi. Không có cái gì bằng sức khỏe và tính mạng của bản thân. Ngộ nhỡ hôm nào ông ấy nhậu say quá, ông không có kiểm soát được, ông cầm dao ông ấy lao vào mình, mình cũng đứng yên à. Thế cho nên là mình bây giờ thì cứ bảo rằng là một điều nhịn chín điều lành, nhưng mà nhịn lâu lắm rồi mà nó có lành đâu. Thế thì chứng tỏ rằng cái nhịn không phải là biện pháp. Bây giờ thế này thì không nhất thiết cái chuyện ly hôn hay không thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà vấn đề là cải thiện cái cuộc sống hiện tại của mình ấy. Mình phải nhớ là bây giờ mình chẳng sợ ai nữa, mình có tiền, mình làm, mình tự ăn, mình nuôi được con mình, bên cạnh mình có con gái con rể, còn có cháu, rồi còn có mọi người hàng xóm láng giềng. Một mình ông ấy
Làm sao mà cứ để cứ lao vào, thích đánh lúc nào thì đánh được như vậy. Cần thiết thì kêu, cần thiết thì báo cho chỗ nọ chỗ kia. Mình cũng phải có những cái phản kháng nhất định. Em lần này em uất ức quá, đến chiều hôm đấy là cũng bị vẫn chửi em. Thế sau em cũng, bởi vì là lần này lại xúc phạm đến cái tên tục bố mẹ em à. Bố mẹ em thì mất hết rồi. Thế thì em cũng bị nó cay. Thì hôm nọ sau em đi chiều hôm đấy em bảo là em cũng mày tao, em bảo mày lúc nào mày chửi tao, mày cũng chửi bố chửi mẹ tao lên, tao nghiện mày nữa. Mà bây giờ tao thách mày đánh mày tao chiều nay đấy, mày mà đánh tao chiều nay mày không đi tù tao không phải giống người, tao không dám gì là bỏ đi đấy. Tất nhiên là đây là do bị dồn đến bước đường cùng rồi, tức nước thì vỡ bờ, nhưng nó chưa phải là cái chiến lược của mình, đúng không? Nhiều người cứ cam chịu nín chịu rồi bị bạo lực xong rồi cứ kìm nén, và cái sự chịu đựng bao giờ nó có giới hạn thôi. Đến lúc mà không chịu nữa thì bung ra, có khi mình lại thành là người phạm tội đấy. Rất nhiều những vụ mà ở trên báo chí, trên đài báo đã nói đấy, người phụ nữ hiền lành bao nhiêu năm bị chồng bạo lực mà cũng cứ nghiến răng chịu, nhưng mà rồi răng thì nó cũng có hạn thôi, đến lúc nó không còn răng được nữa thì bắt đầu là phản kháng một cách thái quá, dẫn tới là mình cũng thế. Thì đấy, mình thiết này, chỉ cần mình lên tiếng cao giọng một chút là ông ấy đã có vẻ khác rồi, đúng không? Ở đời người ta đôi khi người ta nói rằng mềm thì nắn mà rắn thì người ta buông. Mình không hành hung gì ai, nhưng mà cũng đừng để cho người ta đè đầu cái cổ mình quá, nhất là những người mà chung sống với mình đầu gối tay ấp, đã coi như là gọi là bạn đời bạn đường, mà để như thế thì không thể chịu được. Nhớ là bên cạnh mình còn có các con, các cháu, còn có hàng xóm láng giềng. Đi sinh hoạt chi hội phụ nữ đi, để thỉnh thoảng có những cái hội thảo, hội nghị, các chị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình. Thế rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà kiếm được tiền, tự lập tự chủ thì mình sẽ đỡ khổ hơn nhé. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Hôm nào em có gọi lên ấy, thì em cũng có nói là bây giờ em đang làm giao thông ở Hạ Hòa. Em sinh năm 93, bọn em cũng chỉ có quen biết với một người gái, bọn em cũng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Lưu lượng em đi quá đà rồi ấy. Thì giờ bố mẹ em cứ bắt cưới, nhưng em lại không muốn cưới cuộc hôn nhân này. Thì bố mẹ em bảo nếu mà không cưới thì bố mẹ em sẽ làm đơn em ra khỏi ngành. Vâng. Thế bạn lại có một cô bạn gái khác nữa hay sao mà lại bảo là không muốn cưới cô ở trên này? Không ạ, bọn em chỉ là tình cờ đi uống bia thôi à, xong bàn bên cạnh thì có mấy người con gái. Vâng. Thì bọn em lại đố nhau và đố với tán đổ rồi đố với sang trêu, gọi mời xong uống bia được ấy. Vâng. Thì cũng là đấy là tình cờ lúc hết giờ làm việc rồi. Tối bọn em nó đi chơi với bạn bè thì em có tán xong dần không tán, không nick Facebook, tán tỉnh nhau trên Facebook. Thì cô bé đấy, em tán rồi, em cũng tình yêu ở chơi bời ấy. Vâng. Không phải là tình yêu rồi. Đấy, nhưng mà em lại đi quá chớn. Nói nôm na lại là em bị úp sọt. Vâng. Và... bây giờ đâm ra là khó nghĩ đúng không ạ? Bây giờ một bên thì... Cô thì có bầu thì... rồi đúng không? Bố mẹ thì ép cưới. Tuy nhiên thì bạn cảm thấy là mình không có tình yêu thực sự với cô gái này. Đúng rồi ạ. Vâng. Đúng là rất là khó nghĩ đấy ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé và chia sẻ với bạn câu chuyện của mình. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Ban nãy anh nghe không rõ là em làm ở trên Hạ Hòa, Phú Thọ đúng không? Đúng rồi ạ. Mà em làm bên cảnh sát giao thông đúng không? Đúng rồi ạ. Em đang đi làm, nhưng bây giờ em đang đi làm nhiệm vụ ấy chứ. Không, đợi em mới nói. Vì ban nãy thấy nói là nếu không thì bố mẹ dọa cho mình ra khỏi ngành. Thế bố mẹ làm cái gì mà dọa được thế? Bố làm giám đốc à? Không phải, bố mẹ em làm đơn ạ. Nói chung là nhà em thì cũng là toàn người trong ngành cả. Đấy, bố mẹ em thì cũng người trong ngành cả. Cho nên sẽ tác động và để cho mình là ra ngoài ngành. Bố mẹ gặp cô ấy không? Có ạ, cũng đến nhà chơi rồi ạ. Chắc là bố mẹ ưng rồi đúng không? Thai được bao lâu rồi em? 3 tháng rồi ạ. 3 tháng rồi, thế mà 3 tháng này không làm ăn gì, vẫn cứ còn lăn tăn, cứ có không không thế hả? Thì bây giờ em không muốn cuộc hôn nhân này, bởi vì lấy nhau không có hạnh phúc thì làm sao mà được. Em cũng nói thẳng với người ta luôn là bây giờ anh cũng đi làm suốt ngày ấy,
mà cũng không có thời gian được ấy, nên là nhiều khi anh cũng chưa nghĩ đến chuyện tính tới ấy. Thì em xem như thế nào, nếu mà giải quyết cho nhau được và có thể thả bỏ bởi nó còn nhỏ thì bỏ, nhưng mà bây giờ cô bé ấy bảo là em không bắt anh phải cưới, em sẽ đẻ ra tự em nuôi. Nhưng mà đấy thì mẹ của em thì anh hiểu rồi. Anh cũng định là bảo em là sẽ nói với cô ấy thế, nhưng mà cái việc ấy em cũng đã khôn rồi, em cán bộ, em biết là cần phải nói gì rồi. Cô ấy thì nghề nghiệp ra sao, có tự lập tự chủ hay là vẫn chỉ vật vờ quán bia, quán cà phê thế thôi? Cô bé người ta đang đi học ấy ạ. Đang đi học phổ thông hay cao đẳng hay đại học hay gì? Đang học đại học. Chưa tự lập được, thế mà giờ lại có thai. Chưa có nghề, có nghiệp. Tất nhiên thế này này, việc đầu tiên là đúng là mình cũng có lỗi ở trong phần này, không thể không nói là không có lỗi được. Vì cái chuyện mà mình mang cái chuyện yêu đương làm úp sọt rồi tán tỉnh, có bảo yêu người ta thì người ta mới chịu đi được, người ta mới ngủ với mình, chứ không phải là dễ dàng gì. Cô cũng chả phải là gái ngành hay là đứng đường gì, đúng không? Một cô cũng có học có hành, thế nhưng mà được một anh công an chắc là cũng cao giáo sáng sủa mà tán tỉnh thì chắc cũng dễ dàng đổ thôi. Và rồi cái chuyện gì đến thì nó cũng đã đến. Đúng là như em suy nghĩ đấy, lấy nhau mà có tình yêu thực sự, tìm hiểu rất kỹ rồi quyết tâm cưới nhau bằng được, mà còn chưa dám chắc rằng cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc. Huống chi như bây giờ bị úp sọt, rồi mình cũng chả chuẩn bị tâm lý tinh thần là lấy cái cô như thế này, mà mình cũng không nghĩ chuyện là lấy một cô vợ lại do tán tỉnh vớ vẩn rủ đi ngủ rồi có thai rồi mà phải lấy. Thì đúng là cái bất hạnh chắc là nó ở trước mắt đấy. Cái việc em nói thì em cũng đã nói rồi, em không thể ép cô ấy phá thai. Em chỉ nói rằng là thật sự ra anh rất xin lỗi vì tán tỉnh em rồi bằng cái mọi chuyện xảy ra, nhưng mà tiến tới hôn nhân thì anh chưa chuẩn bị bất cứ tinh thần gì và cũng không nghĩ đến chuyện là sẽ lấy vợ lúc này hoặc là trong cái tình cảnh này hay là cái hoàn cảnh như thế này. Và em biết rằng là nếu như mà lấy nhau xong rồi không có tình cảm gì thì cái người khổ, người thiệt nhất chính là em. Cho nên em cân nhắc, em lựa chọn để xem cô ấy có những cái sự quyết định cho riêng mình. Cô có thể thích thì giờ em chỉ lo ở chung cùng mẹ em thôi. Em cũng hôm cô hôm nọ em về cuối tuần một đây em cũng về nhà, em bố mẹ em cũng nói, ông bà cũng nói. Thì em bảo nếu em cũng lúc em cũng cơ cùn đấy, em bảo nếu mà bố mẹ sinh con ra khỏi hành được, con sẽ ra luôn. Ép con cưới xong rồi, ép con cưới xong rồi vợ chồng con không hạnh phúc, thế thì rồi ông bà sẽ nuôi vợ con là nuôi cháu, còn con thì thế thì lúc ấy ông bà có cảm thấy sung sướng, có cảm thấy có lỗi với lại chúng con hay không? Anh không nghĩ là một anh công an mà cứ vì sức ép của bố mẹ mà mình phải tiến tới hôn nhân không có tình cảm, không có tình yêu. Còn cái việc em giải quyết như thế nào thì ở đây anh cũng chẳng dám ép. Mình không có quyền ép một ai đó phá thai, bỏ thai. Cô ấy có thể là nghĩ rằng là cô ấy vì tình cảm, vì tình yêu rồi, do quan niệm rằng đây là máu thịt của cô ấy, cô có thể chấp nhận làm người mẹ đơn thân thì cũng là quyền của cô ấy. Thế còn thì chắc không ai xúi em rằng là cứ cưới đi, chả có tình yêu, đã chót ngủ với người ta thì phải có trách nhiệm. Như vậy thì được cái mặt này, nhưng mà cơ bản nhất là về mặt lâu dài, sống với nhau hạnh phúc và tạo điều kiện nuôi dưỡng con cái trưởng thành, đấy mới là cái đích của chúng ta, chứ cái đích không phải là một cuộc đám cưới nhá. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ có được quyết định để giải quyết cho chuyện tình cảm của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Chị ơi, em đã lấy chồng được 6 năm rồi ạ. Bây giờ chồng em thì đi làm xa suốt, cho nên là em có quan hệ với cả một người khác cũng ở gần nhà em ạ.
Mà bây giờ thì chồng em, anh ấy nghe người lọ người kia nói thì anh ấy cũng đang dừng lại ở mức độ nghi ngờ thôi, chứ anh ấy chưa biết là bọn em đã có quan hệ với nhau. Cũng anh cũng chỉ nghi ngờ mới là nghe con nói thế nọ thế kia thôi, chứ anh ấy cũng chưa biết rõ. Bây giờ anh ấy đi về thì anh ấy không nói gì với em cả, thì em có nên chủ động nói trước với anh ấy không để giải thích không? Bởi vì anh ấy cũng chưa biết cụ thể, bởi vì nếu anh biết cụ thể thì chắc là anh ấy đã bỏ em rồi ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Em ơi, cái việc mà em có quan hệ với bên cái người hàng xóm ấy, gần nhà mình ấy, thì con cái nó biết đến đâu và những ai biết nữa? Dạ, chỉ có con em, thì con em nó năm nay nó vẫn còn bé, thì nó cũng chỉ biết nói là có người đưa mẹ với cả con đi chơi thôi, chứ còn không có ai biết nữa. Thế nhưng mà em đi làm thì thi thoảng có điện thoại đấy, thì cũng có người lọ người kia nói ra nói vào thì đến tai chồng em ạ. Cái thứ hai là cái mối quan hệ nó đến mức nào, tức là cái người ấy có gia đình rồi, có vợ rồi, và thỉnh thoảng thì mình cảm mến nhau, lâu lâu thì gặp nhau một cái, hay là anh ấy là người chưa có vợ và đi lại với mình nó rất là nhiều? Dạ không anh ạ, anh ấy thì cũng đã có gia đình rồi, bởi bọn em đều là những người có học cả, bọn em cũng đều làm những người trí thức, cho nên là chúng em đến với nhau thì chỉ là cái tình cảm thực sự xuất phát từ trong lòng thôi, chứ không gì một cái gì về vật chất hay là có gì cả. Nhưng bây giờ em cũng bảo với anh ấy là chồng em đã nghi ngờ rồi, thì anh ấy bảo là vì hạnh phúc gia đình của em thì bọn mình cũng dừng lại. Thì thế nhưng mà bây giờ em chỉ muốn lấy lại lòng tin để chồng, thì từ trước đến giờ bao nhiêu năm qua thì em lấy chồng thì chồng em toàn đi làm xa, nhưng em cũng chưa bao giờ để cho chồng phải nghi ngờ em về cái gì cả. Nhưng lần này anh ấy đã nghi ngờ thật sự ạ. Thực ra thì thế này, cái chuyện của em thì nó đáng tiếc, tuy nhiên thì cũng dễ thông cảm. Bởi vì thực tế cuộc sống bây giờ nó cũng phức tạp lắm. Và sau tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra đấy, bây giờ em thấy ân hận, em thấy lo lắng, đấy cũng là một điều rất đáng mừng, để chứng tỏ rằng là em không phải là một người ham hố tới mức độ mà quên mất tất cả những cái chuyện là có thể sẵn sàng bỏ vỡ gia đình hay là chuyện này chuyện khác, đúng không? Vâng ạ. Cũng là cái chuyện đôi bên cảm say nắng thôi, cũng có vợ có chồng rồi, cũng có ban đầu chỉ là cái sự đồng cảm gần gũi, rồi đôi khi mình cũng cần có một người chia sẻ an ủi vỗ về thứ bảy chủ nhật, thì muốn con nó đi chơi nhưng bố nó cứ đi biển biệt thì anh ấy một chút như thế, và thành ra mình lại cũng cảm động. Và cái may của em nữa là khi cái anh bạn của mình ấy, anh cũng biết dừng lại, chứ em không phải là em quan hệ với một cái người mà bây giờ người ta đang gây sức ép với em. Em muốn dừng lại thì người ta bảo là nếu cô dừng lại thì tôi sẽ mách với chồng cô chẳng hạn, thì cái đấy mới còn phức tạp hơn. Nhưng ở đây thì đúng là cả hai người đều nhận ra rằng cái gì là cái giá trị đích thực của bản thân mình, thế còn cái gì nó là những cái cơn cảm gió cảm nắng, rồi nó cũng phải qua thôi. Điều ấy là đáng mừng, và anh nghĩ rằng là nếu kể hết thì người ta nói rằng là một cái sự nghi ngờ nó hơi còn đang mông lung bao la ấy. Chồng nó em còn... vẫn chưa biết chuyện gì cả, chồng em mới chỉ đang nghi ngờ thôi, thì em có nên chủ động nói chuyện với anh ấy để cho anh ấy không phải chiến tranh lạnh với em nữa không ạ? Không chiến tranh lạnh, em có nghĩ thành chuyển sang chiến tranh nóng không? Bởi vì thế này, anh đang nói rằng là một cái sự nghi ngờ mới hơi lởn vởn ở trong đầu như là một cái đám mây đen trên bầu trời thôi, nhưng sau đấy anh ấy chắc chắn sẽ có sự theo dõi, và bắt đầu từ nay trở đi mình sống mực thước hơn, mình đàng hoàng hơn, mình thống nhất rằng là thôi cắt đứt tất cả các thứ, mình tập trung vào với gia đình, thì cái đó là cái mà để cho tan cái đám nghi ngờ cái đi. Bao giờ cũng thế, thì con người ta là khi nghi ngờ thì phải tìm cách để khám phá, để làm sáng tỏ xem là nó có thật hay không. Thế thì cứ cho cứ khám phá, cứ cho theo dõi, cứ cho kiểu này kiểu khác, thì mình dừng lại thì thấy rằng hóa ra mọi người chỉ là đồn đại thế thôi, chắc cũng chẳng có gì, bởi vì một thời gian dài mình nghi ngờ và mình đã theo dõi, mình chẳng thấy gì cả, thì cái nghi ngờ nó sẽ hết. Thế còn bây giờ mình kể với chồng thì đúng là chút được cái gánh nặng ở trong lòng mình, nhưng cái gánh nặng ấy thì không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Em nhẹ lòng thì anh ấy nặng lòng, như vậy là mình hai lần giết chết anh ấy, lần thứ nhất là phản bội, lần thứ hai lại còn đưa cho một sự thật trắng phớ ra. Và đối với đàn ông thì cái chuyện mà bị vợ cắm sừng ấy, nó là một cái nỗi đau không dám nói là nhất, nhưng mà nỗi đau rất lớn.
Nỗi đau rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ thực ra thì em phải nói thật là em vẫn còn tình cảm với người kia, thì bây giờ bọn em không gặp nhau nhưng mà có thể tâm sự với nhau qua điện thoại thì có được không ạ anh? Em không nghĩ rằng khi hiện nay thì tất cả các cái mối quan hệ của em đang được phong tỏa, đang được cài đặt theo dõi sao? Tất nhiên này, có tình với nhau một thời gian dài, bây giờ chặn đứng ngay thì chắc cũng khó, nhưng mà mình phải hiểu rằng nó đang bị chuẩn bị, nó lộ rồi, mình phải cố gắng. Bởi vì anh, cái bạn kia chắc anh cũng chẳng mong muốn rằng là đến tai vợ anh ấy rồi là mình thì bị chồng bỏ, rồi là anh ấy thì bị vợ làm thế nọ thế kia. Chồng mình thì có thể bỏ mình, nhưng mà vợ anh thì cũng sẽ tha thứ cho anh ấy, bởi vì thường phụ nữ dễ tha thứ cho chồng khi mà có cái mối quan hệ ngoài luồng hơn là đàn ông. Dù là bất công nhưng mà thực tế nó là như thế đấy. Anh ấy sẽ sau một hồi trao đảo thì anh ấy trở về lại được với gia đình. Còn mình thì đi cũng dở, ở cũng không xong, mất cả chì lẫn chài, và rồi thành ra mình ảnh hưởng đến cái danh tiếng của mình. Còn mình còn công việc, còn công tác, còn bạn bè, đúng không? Ừ, hiểu rồi. Nhá. Dừng lại là vừa. Và nếu như sau này, ví dụ như tất cả mình trong sáng, chuyện nó đã qua, mình cũng sau này có thể, mình có thể tâm sự một mức độ nào đấy rằng là ôi, có những lúc mà cô đơn, mà em mà là không là cái người giữ được lập trường thì em đã bỏ anh lâu rồi. Khối người thích em, khối người tán tỉnh, nhưng mà em cũng nghĩ rằng là thương anh khi mà anh đi làm xa làm vắng, anh vất vả, anh thế nọ thế kia. Thế còn thì nếu như mà em mà định nói nhá, thì phải xác định là nó sẽ không có đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dàng tha thứ đâu. Vâng, với những chia sẻ và lời khuyên của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng bạn sẽ có những cân nhắc đúng đắn cho mình. Và chúng tôi cũng mong rằng là bạn sẽ có những cái bù đắp cho anh ấy trong cái thời điểm hiện tại cũng như tương lai, và những cái quá khứ thì sẽ mau qua. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Vâng, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Em có yêu một cô gái, nhưng mà đến ngày cưới rồi thì mới biết là cô đấy là em họ của em, con bà gì ạ. Do vì ngày xưa là kiểu bị hồi còn bé bị bắt cóc, bị bán ạ. Ừ. Vâng. Thế làm sao mà biết? Thì bây giờ có nghĩa là về dẫn về nhà thì mới nhận ra là con của gì ạ. Thế à? Con ruột á? Vâng, con ruột của gì. Tức là bạn và cái cô bé ý là có chung ông bà ngoại đúng không? Vâng, mẹ của em là hai chị em ạ. Ừ, thế bây giờ gia đình hai bên thì làm thế nào? Nói gì không? Gia đình hai bên thì bảo là thôi thì đã như vậy rồi thì không làm vợ chồng được, thì là anh em làm tốt. Ừ. Không nên thể tiếp tục được. Em thì em không muốn, em thì em muốn dừng lại thôi, nhưng mà cô ấy bảo là cô ấy yêu em quá rồi, cũng không thể nào mà từ bỏ được, là không quên được em ạ. Thế là đúng cái lúc mà làm đám cưới thì làm chưa thế nào đám cưới rồi ạ. Nhưng mà khổ cái là bây giờ lại cô ấy lại có thai 2 tháng này rồi. Nên mình khỏi, em muốn hỏi cả một về tâm lý, hỏi cả bác sĩ xem giờ về xử lý thế nào. Bạn đã đọc kỹ cái luật hôn nhân và gia đình chưa? Em hiểu rồi, cái đấy em hiểu ạ. Và cái ngoại, trường hợp của bạn ngoại là không thể được kết hôn đúng không? Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất đó là hai bạn đang có thai với nhau, và cái thai thì cũng 2 tháng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em. Và em chào anh ạ. Rất là may là em cũng hiểu rồi. Đúng là trường hợp của em nó cũng hãn hữu, tức là nó không thường xuyên xảy ra, nhưng mà trên thế giới thì cũng đã có những vụ mà thậm chí là anh em ruột thất lạc rồi lưu truyền, rồi một người sang Mỹ, một người sang Canada, rồi lại yêu thương nhau, rồi lấy nhau đến 1-2 đứa con, rồi sau đấy mới nhận ra rằng là có mối quan hệ ruột thịt. Trường hợp của em thì cũng nói rõ em biết rồi, tức là dù họ nội hay họ ngoại thì luật hôn nhân gia đình Việt Nam cũng không cho phép lấy nhau trong khi mà người ta có họ trong phạm vi 3 đời. Trong trường hợp của em thì là có chung ông bà ngoại, nghĩa là đến đời của em đúng là đời thứ 3. Sở dĩ người ta phải cấm như thế là bởi vì giống nòi. Các nhà khoa học, đặc biệt là các cán bộ y tế, người ta đã nghiên cứu chỉ ra rằng là hôn nhân cận huyết, tức là có huyết thống nó gần đấy, thì sinh con ra thì nó yếu ớt này, rồi vì vấn đề di truyền, rồi có những cái thứ bệnh mà nó
nó liên quan tới cái việc mà kết hôn cận huyết. Và trong lịch sử của nước ta cũng đã có những cái đời, có những cái thời kỳ mà người ta cho phép là kết hôn cận huyết, tức là anh em sợ rằng là lấy nhau ra ngoài thì sẽ mất tài sản, cho nên là cứ anh em con cậu lấy con cô lấy con gì. Thế thì để mà bảo vệ được cái nghề truyền thống của gia đình hoặc là những cái bí mật gì đấy của gia đình, dẫn tới là thoái hóa giống nòi. Những cái thế hệ sau cứ có nhiều bệnh tật hoặc là thấp bé nhẹ cân hoặc là suy nhược suy yếu. Thế thì người ta đã nghiên cứu đây là một cách hết sức khoa học. Thế thôi, mình cũng về mặt luật pháp thì cũng là không phép, và về mặt khoa học thì cũng không nên. Thế còn cái tiếc nhất của em hiện nay là hai anh em lại có thai với nhau rồi. Bây giờ thế này này, bởi vì một người con gái trước đó không cần biết là họ hàng thế nào, nhưng vì rất là yêu thương, ngay cả chưa có thai chăng nữa mà tự nhiên đột ngột mà phải dừng lại thì cũng đều là một cú sốc rất lớn đối với người con gái. Đặc biệt là đã không lấy được người mình yêu thương, bây giờ lại còn có cái thai như thế này thì không biết giải quyết thế nào. Thế thì có lẽ một mình em mà động viên hay là hỗ trợ bên cạnh cô không đủ sức, không đủ lực đâu. Em sẽ phải gọi là sử dụng những cái người thân lớn tuổi khác, ví dụ như bà dì, bà cô, ông cậu, trò chuyện với bạn ấy. Để bạn ấy cũng trước hết là cũng chấp nhận một cái nghịch cảnh mà mình không mong muốn nó xảy ra. Thứ hai nữa là cũng có cái giải pháp hợp lý để mà giải quyết cái vấn đề có thai hiện tại. Chần chừ càng lâu thì càng khó khăn. Đến lúc ví dụ như cái thai 3-4 tháng trở lên ấy, thì nếu như lúc ấy mà có nghĩ đến chuyện giải quyết thì cũng rất khó khăn về mặt y tế. Mà rồi nếu có can thiệp nào đó thì lại có những cái tai biến không đáng có. Cho nên là thời gian thì không còn nhiều, không đợi chúng ta. Em hãy mạnh dạn, mình là con trai, mình cứng rắn một chút. Mình ở bên cạnh cô ấy chăm sóc, bây giờ chăm sóc không như người yêu đâu, chăm sóc như một cô em con bà dì. Cộng với lại việc là phải lôi kéo bà dì, ông cô bà cậu, ngoài cách động viên ra, phân tích nọ kia ra, thì còn ở bên cạnh cô ấy và để mắt đến cô ấy. Bởi vì những cô gái mà trong những hoàn cảnh gặp những cái cú sốc rất là lớn, rất dễ nghĩ những điều không hay luẩn quẩn, rồi có khi nó không có lợi cho bản thân cô ấy nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đòn rồi chứ? Và hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đòn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, cuộc gọi đến từ Bắc Giang. Alo. Dạ, em chào chị, em chào chương trình ạ. Vâng. Em và người yêu em ạ. Vâng. Đã yêu nhau được 1 năm rồi ạ. Vâng. Cô ấy năm nay 20 tuổi ạ. Vâng. Cô ấy đang học y ạ. Còn em của cô ấy năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 ạ. Vâng. Em đã nhờ gia đình em đến nói chuyện với gia đình cô ấy để cho chúng em tìm hiểu nhau ạ. Vâng. Dạ, và gia đình cô ấy đã đồng ý ạ. Vâng. Nhưng vào một buổi tối em đi chơi cùng bạn bè và em là uống rượu. Vâng. Lúc em vào nhà cô ấy chơi. Vâng. Thì như vậy là em cầm tay cô ấy là em biết đấy là người yêu của mình ạ. Vâng. Nhưng mà em nhầm và em đã quan hệ với em gái của người yêu em ạ. Vâng. Lúc em tỉnh dậy em đã biết là mình đã làm cái chuyện ấy với em gái của cô ấy ạ. Vâng. Bây giờ em hỏi chương trình cho em xin một lời khuyên, có em nên làm như thế nào ạ? Vâng, đúng là chuyện xảy ra thì thật là đáng tiếc, và điều bây giờ bạn chắc là rất là khó xử đúng không ạ? Vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Em ơi, thế cái chuyện mà em với lại cái cô em gái của người yêu ấy có quan hệ tình dục, em đã chia sẻ tâm sự với những ai rồi? Dạ chưa, em chưa nói với ai, em không hỏi ai, hỏi chương trình ạ. Ừ. Em ơi, sau cái hôm ấy thì thái độ tâm trạng của cô em gái như thế nào? Dạ, cô em gái lúc em gặp nói chuyện định thì cô em gái không, vẫn bình thường như không anh ạ. Bình thường như không đúng không? Vâng ạ. Em chắc chắn là hôm đó em say. Vâng. Còn cô ấy thì có say không? Dạ, cô ấy không ạ. Ừ. Xong rồi em vào nhà cô, em cầm tay cô cái xong rồi hai đứa đi quan hệ luôn. Dạ không ạ. Em vào em còn
ngồi lên trong đấy là em hơi say ạ. Em thì say mà cô ấy thì không hề, tức là cô tỉnh táo chứ không phải là uống rượu cùng em đúng không? Dạ vâng. Ừ. À, thế mà cái việc mà quan hệ tình dục ấy, tức là chỉ có khi sáng ra thì em mới nghĩ là thế, liệu đã chắc chắn là có quan hệ tình dục chưa? Chưa ạ. Thế hả? Chắc chắn sợ bởi vì lờ mờ trong lúc say không biết rồi cô ấy, thương em quá vì ông anh rể tương lai mà thấy rượu say xỉn rồi cô ấy bế lên giường rồi cô ấy lau chùi cho người một tí xong cô ấy để đến ngủ sáng mở mắt dậy mình cứ tưởng mình làm gì chết nhầm. Thế còn nếu khẳng định là chắc chắn rồi và lại thấy cô ấy chẳng nói năng gì rồi vân vân các thứ thì em nghĩ như thế nào về chuyện là cái tình cảm của cô ấy dành cho em, hay là cô ấy đánh giá như thế nào về em, hay em đánh giá như thế nào về cái sự việc xảy ra, nó có đáng kinh khủng lắm không? Dạ em lúc mà em nói chuyện với cô ấy thì em cảm nhận được là cô ấy ý là cũng thích em anh ạ. Ừ. Vâng, nhưng mà em không thích cô ấy, em mà thích của chị cơ. Chị của cô ấy ạ. Ừ. Sau cái hôm quan hệ tình dục là không có nói chuyện gì về cái chuyện đó, tức là gặp thì cứ bình thường thôi nhưng mà không ai đả động gì đến cái chuyện đã xảy ra. Vâng, nhưng mà em vẫn thấy có lỗi và em vẫn lăn tăn về chuyện đấy lắm ạ. Ừ. Anh nghĩ là phải có một bữa nói chuyện với cô ấy về chuyện đã xảy ra, em phải tỏ ra rất là hối hận. Và thật ra là không phải tỏ ra nữa mà mình phải hối hận thực sự vì uống rượu mà không làm chủ được bản thân. Cũng may là chỉ có dẫn đến cái chuyện ấy. Chứ nếu như mà loạn choạng còn có những việc khác nó lớn hơn đúng không, ảnh hưởng thế thì rút kinh nghiệm chuyện rượu. Nhưng mà bây giờ mình tỉnh táo rồi sẽ có một buổi nói chuyện với cô ấy, xem biết đâu cô ấy nói rằng là cô cũng thích em từ lâu và hôm đó thì cũng là cái cơ hội để cô ấy tạo điều kiện để được gần gũi em. Thì nếu như mà trong đó có cái sự chủ động của cô một chút hoặc là cái sự tạo điều kiện một chút thì cái ân hận của mình nó cũng bớt đi một chút đúng không. Cái thứ hai, em phải nói rõ với cô ấy rằng chuyện xảy ra là chuyện không may, nằm ngoài cái mong muốn, ngoài ý thức của mình. Còn tình cảm của em là không dành cho cô ấy, cũng phải nói rõ. Chứ không rồi người ta cứ hy vọng trông đợi, rồi người ta nghĩ rằng là chắc chắn là đã có quan hệ tình dục với nhau thì sẽ phải có trách nhiệm với nhau, em sẽ phải yêu, phải lấy cô ấy, và như vậy sẽ phải bỏ cô chị vân vân. Thì nó lại đi một hướng khác rồi. Và một điều nữa là lưu ý nhắc cô ấy là biết đâu chỉ quan hệ một lần thôi mà dẫn tới việc cô ấy có thai. Thế thì từ hôm quan hệ với cô cho đến hôm nay là bao nhiêu lâu rồi? Em quan hệ với cô ấy cách đây được 2 tháng rồi, nhưng mà 2 tuần trước cô ấy nói với em là cô ấy có kinh rồi. Ừ thôi, giải thoát được một cái lo lắng đúng không? Thế thì bây giờ chỉ giải quyết được vấn đề tâm lý tình cảm. Và có lẽ rằng là anh cũng không dám tin rằng khi cô chị gái biết cái việc em làm mà cô ấy tha thứ đâu. Nếu như mà cô người yêu của em biết rằng có thể em đã chót dại, em có làm việc này việc khác với một ai đó ở ngoài, thì cái sự thông cảm tha thứ may ra còn có thể chấp nhận. Còn trong trường hợp này rất có thể em cái mà em thu được sẽ là số 0, sẽ không có người yêu là cô chị và cũng chẳng lấy được cô em, mà em cũng sẽ vô cùng khó khăn khi lựa chọn một trong hai người ấy, một người không có tình cảm nhưng lại có sự ăn nằm với nhau, một người thì có tình yêu nhưng mà mình đã chót làm như thế với em gái người ta. Cho nên là dù mình phải xác định trước cái tinh thần để lúc gì mình không sốc, đừng có hy vọng rằng là xin lỗi cô này để được lấy cô kia, hay là xin lỗi cô kia để duy trì mối quan hệ với cô này. Chỉ xin lỗi để lòng mình thanh thản, mình gây ra những điều mà rất đáng tiếc. Thế còn phải xác định tinh thần rằng rất có thể mối quan hệ của em với cả cô chị cũng như cô em sẽ không đi đến đâu được. Nhưng mình được một cái bài học rằng là rượu thì ở mức độ nào và làm chủ bản thân nó ra làm sao, đúng không? Cái lỗi em mắc phải nó hơi hơi to to. Vì vậy là cũng đừng hy vọng vào việc xây dựng mối quan hệ với một trong hai cô gái ấy. Chỉ có điều rằng làm những cái điều mình đáng làm để giải tỏa tâm lý tinh thần cho bản thân và rút ra một bài học rất lớn cho cuộc sống của mình nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Hy vọng là những lời chia sẻ của anh sẽ giúp cho bạn có cách ứng xử tốt nhất. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Hello, xin nghe. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Nói chung là em đã đi bộ đội, là em đi sĩ quan là đã 3 năm 3 tháng rồi chị. Vâng. Nhưng mà em mới về cưới vợ được 3 tháng rồi, nhưng mà cuối cùng trong thời gian em cưới vợ xong thì em ra đảo luôn ấy. Cuối cùng vợ em ở nhà là ngỏ tình đấy chị. Đó là
lúc đầu của em tí nó đùa, em tưởng là của em nó đùa thôi, kêu là anh làm sẽ làm mỗi tháng là anh cứ tính là coi như trung bình một tháng là anh làm sao quan hệ được 3 lần vậy. Em chỉ tưởng nó đùa vui thôi, em không có nghĩ chuyện đó. Mà cuối cùng sau này em đi ra đảo rồi, ở nhà vợ ngoại tình bị toàn bộ gia đình mất được ấy chị ạ. Vâng, và bây giờ thì bạn mong muốn điều gì từ chúng tôi? Em mong muốn bây giờ nên ly hôn hay là tiếp tục cuộc sống này. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà ly hôn thì em cũng bao nhiêu công sức em đi siêu ăn mấy em bao nhiêu năm nay là cũng không như giới hạn chị. Tại vì bố của ta là nâng đỡ em, thử là bây giờ em cũng không biết xử lý như thế nào ấy chị. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tuần lễ của chương trình sẽ chia sẻ và cho bạn cái lời khuyên nhé. Chào em. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Ừ, em đến 25, 26 chưa? Dạ, em 25 tuổi rồi anh. À, đây, ừ, đoán giỏi không? Đi sĩ quan 3 năm, 3 tháng rồi. Và em lại có thời gian đi ra ngoài đảo đúng không? Dạ, dạ, em đang ở đảo. Ồ, đang ở đảo à, Bình Định. Vợ chắc còn rất trẻ. Dạ, vợ em là mới 22 tuổi, giáo viên anh ạ. 22 tuổi giáo viên, và ban nãy anh nghe nó không rõ lắm, không biết có phải thế này. Cô ấy nói nửa đùa nửa thật là mỗi tháng em cần 3 lần quan hệ. Anh cứ làm dạ. Sao là làm cho anh đủ, em đủ thì, còn nếu không thì em sẽ kiếm ở ngoài đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. À, và lúc ấy thì em cứ nghĩ là đùa chứ một cô giáo gì mà lại đặt cái vấn đề, cái chuyện đấy. Tất nhiên cái tình dục là một cái nhu cầu nó không xấu, tuy nhiên nó tùy vào mỗi hoàn cảnh. Xong rồi cưới xong thì em đi ra đảo và ở nhà thì không đủ cái tháng 3 lần thì cô đi tìm người khác hỗ trợ. Và người dạ. Trong gia đình nhà em bắt được. Dạ, dạ. Ừ. Cái cảm giác của em đầu tiên ấy, về cái đó là như thế nào? Em rất là có nhiều hoang mang như cùng mà bây giờ em không có muốn làm công việc bất cứ việc gì nữa anh Đơn Đồng. Thành nữa là bây giờ nếu như bây giờ em có ly hôn của ta thì cuối cùng em cũng về qua em cuối cùng từ xa của ta là có một cái thế mạnh thế lực cực kỳ vô cùng, cho nên là em nếu chỉ còn mà em ly hôn anh là bây giờ em cũng xin nghỉ việc luôn chị anh Đơn Đồng. Thành nữa là rồi anh hiểu cái hoàn cảnh của em. Em lấy cô cũng một tuần thì đấy là con gái của thủ trưởng mà cái người nâng đỡ mình làm sĩ quan hiện nay đúng không? Nếu mà bỏ con ổng ấy thì cũng rất có thể là mình phải về quê đi làm. Thế còn thì nếu cứ duy trì như thế này thì cũng không sung sướng gì. Ông ấy thì rồi cũng chỉ ở lúc nào mà ông ấy không thể ở được nữa. Còn mình sẽ chung sống với một cô vợ mà mình mà cứ ở ngoài đảo như thế rồi. Ai dám chắc rằng đây là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng. Hay là cứ chung sống tiếp mãi mãi như thế với một cái cô gái còn 22 tuổi. Em cân nhắc đi, cái này đúng là phụ thuộc vào cái gọi là cái giá trị của mỗi người. Mình đặt cái gì lên cao nhất. Có những người ta cho rằng là về quê thì về chứ mình sợ quái gì, mình hai bàn tay trắng, mình khỏe mạnh, kiếm đâu chả được công ăn việc làm, thì việc gì mình cứ phải đa mang đèo bòng với cái cô mà đã không thế này, đã không thế kia, rồi cả đời còn khổ nữa, sau này mà lại có một hai đứa con ra, rồi cô vẫn giữ cái tính như thế, rồi thì lúc ấy bỏ thì chia tay thì có khi còn khổ cả con, còn khổ cả gia đình nữa. Thế còn thì bố cô ấy có thể là có tác động đến mình lúc này lúc khác, nhưng mà ông chẳng mãi thế được. Thế còn có người thì thôi, vì nghĩ rằng là vì miếng cơm manh áo cũng chả đi làm được gì đâu, nghiến răng chấp nhận lờ đi, biết rằng ở nhà cô ấy làm gì đó không được, nhưng mà để được yên thân. Cái này không ai quyết định thay em được, nhưng mà cũng đừng vì sợ. Thật ra bố cô ấy là một người sĩ quan, anh nghĩ cũng là một người có cái suy nghĩ tử tế. Khi biết rằng là con gái mình cũng cứ gọi là hư đi, cũng không vì thế mà ông ấy trù dập em hay là đuổi em ngay hay là thế nọ thế kia. Em chia sẻ tâm sự với ông ấy đi. Con thật sự con không ngờ, con đau lắm bà. Con nói điều này không phải để nói xấu vợ con, nhưng mà chuyện nó đã đến người A, người B, người C biết. Mà thật ra thì không biết thì không đau, nhưng đây đã biết rồi. Con rất thế nọ, con rất thế kia. Có khi mình cứ sợ bóng sợ vía chứ chính biết đâu chính ông là người mà lại cởi bỏ những cái nỗi sợ cho mình. Con không sao, tao biết con gái mà, tao nuôi nó từ bé, tao biết con này nó hư, thế nhưng mà nó không phải là thế nọ thế kia đâu. Thôi bây giờ để yên, để tao sẽ bố trí cho nó thế nọ, nó sắp xếp cho nó thế kia, hoặc là tao sẽ giáo dục nhắc nhở vân vân. Thì cũng ít nhất là được một người chia sẻ là em cũng tâm sự với ông ta rồi anh. Em tâm sự ông ta nói kia là thì con thôi, con muốn
tương lai của con như thế nào, là tại vì ý ông ta nói là nếu như tương lai là chiếu tướng hay là chiếu tá gì đó đúng không, thăng quan tiến chức gì đó làm nếu mà nếu của em là coi như là rất ham muốn đỡ thăng chức anh thật sự là coi như ông ta là coi như ông không chế em cực kỳ hoàn toàn, như cùng nên là em không biết xử lý như thế nào mà. Đấy, em qua đây em thấy không? Cái ông bố vợ ấy thì có vẻ cũng không đàng hoàng lắm đúng không? Chính là trong lúc này là lúc cần chia sẻ với cậu con rể, vì con mình nó có lỗi như thế thì lại dùng những thế lực với lại trả thế nọ thế kia, mà những cái thế lực đó đâu có mãi mãi vững bền. Ông cũng đến một ngày nào đó thì ông cũng trở về với một cuộc sống đời thường thôi. Sao bắt em phải cố nghiến răng chịu đựng? Thật ra thì thiếu tướng mà làm gì, thiếu tá làm gì, chức vụ nọ chức vụ kia làm gì, khi con người ta dù đàn ông hay phụ nữ, cái hậu phương vô cùng quan trọng, một mái ấm gia đình hết sức quan trọng. Nhiều người giàu có đấy nhưng mà vợ con chẳng ra làm sao, còn nhảy lầu tự tử cơ. Thế cho nên là đừng coi thường, lúc này mình còn trẻ, mình cứ nghĩ rằng là có một chút phấn đấu để nó để được cái kia, mỗi tháng lương tháng bây giờ đang mười mấy triệu, bỏ thì cũng tiếc. Nhưng rồi khi có trải nghiệm một chút em mới nhận ra rằng giá trị lớn nhất của con người không phải là cái chỗ đứng A, chỗ đứng B, mà là một sự bình yên. Sau này em hoàn toàn có thể trở về quê làm một cái anh đi học nghề rồi chữa xe máy, tháng được có 5-6-7 triệu, nhưng mà ríu rít cô vợ bên cạnh, hai đứa con nó chạy nhảy tung tăng, ba ơi ba ơi, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thế thì em cứ cân nhắc suy nghĩ nhá. Rồi giờ anh tư vấn em rất là chí thú, anh Linh Đoàn em rất là phục anh ấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn Linh Đoàn, cảm ơn chị Tuyệt rất nhiều nha. Vâng, vâng, cảm ơn bạn, chào bạn. Alo. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Alo, chị ơi, chị cho tôi hỏi. Tôi thì có hai câu hỏi. Vâng. Tôi muốn hỏi chương trình là bây giờ tôi thì năm nay là 57 tuổi rồi, nhưng mà chồng tôi là mất đi 5 năm, 6 năm nay rồi. Từ khi chồng tôi mất thì nói chung là tôi không biết là do suy nghĩ nhiều quá hay là như thế nào, tự nhiên là mắt tôi nó lại không mở được, mà nó cứ chói suốt ngày suốt đêm, chỉ muốn nhắm thôi, không mở được mắt đấy. Là bây giờ là thì tôi để 3 năm nay là tôi đi chữa mắt, thì nè thế thì năm ngoái, từ năm ngoái đến giờ thì là tôi thì kiểu chồng tôi mất đấy, thì có anh bạn thân của chồng tôi đấy thì là quen biết, thì lại cứ kiểu là cũng muốn đến để tâm sự, thì chuyện trò cùng với tôi thì là hai chúng tôi lại đâm ra là yêu nhau. Vâng. Để yêu nhau thì là chúng tôi cũng thỉnh thoảng, thường thường hàng tháng này chúng tôi hay đi nhà nghỉ. Vâng. Một tháng độ 2-3 lần gì đấy. Thế thì khoảng hơn một năm nay thì tôi lại quan hệ tình dục. Tôi quan hệ tình dục thì tôi lại thấy mắt tôi nó lại sáng ra. Thế mắt tôi nó sáng ra thì mà tôi một năm nay là tôi không phải mất tiền tiêm nữa, thì không biết là có phải do là quan hệ tình dục không hả chị? Vâng, những cái vấn đề thắc mắc về sức khỏe của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Vâng, alo, em chào chị Vũ Minh Phượng ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Vâng, em năm nay là 57 tuổi chị ạ. À, thế à? Em hiện tại em còn kinh nguyệt không? Em kinh nguyệt em thì cách đây 2 năm thì em sang từ năm ngoái năm nay là em hết sạch rồi, không có nữa. Ừ. Thế mà... 2 năm về trước thì cứ một năm em chỉ thấy độ 2-3 lần. Thì bây giờ mà chúng em quan hệ như thế thì liệu có sợ có mang bầu được không hả chị? Một năm vẫn có độ vài ba lần có kinh nguyệt đúng không? Thì không, liệu nhưng từ năm ngoái đến năm nay là em hết sạch rồi, không có nữa. Thế bây giờ hết sạch rồi thì không có thai được nhá. Liệu có sợ có mang bầu được không ạ? Về lý thuyết cơ bản là không có kinh nguyệt thì không có thai. Thế còn lại cái hiện tượng mắt nó sáng lên thì em thấy rằng là từ khi quan hệ với cái anh bạn mới ấy thì cảm thấy là cái mắt nó sáng lên đúng không ạ? Vâng, cái điều đấy thì có thể giải thích, một là do tác dụng của 2-3 năm em chữa mắt ấy, em đi tiêm mắt ấy đúng không? Vâng. Thì bây giờ là cái lúc mà nó có kết quả. Sau một thời gian điều trị dài dài và bây giờ nó có kết quả, và cộng với cái tinh thần của em thay đổi, có bạn rồi có người động viên rồi, cuộc sống mà nó có những cái điều nó vui tươi hơn thì nó cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe chung
Nhờ, trong đấy có cả mắt. Vì vậy chị mới hỏi rằng là cái khi mà quen anh bạn này và đặc biệt là có quan hệ tình dục đều đặn như thế thì cơ thể còn thấy những cái gì nó khá lên không? Nói chung là em thì em cũng không biết được, nhưng mà kiểu các con em thì nó cứ bảo mẹ sau này trông lại cứ hón hón hơn, trông lại nghe tươi hơn, kiểu hồi xuân ấy nhờ. Vâng, thế thì em cũng bảo là thế anh bạn thì lại là bạn thân của chồng em, cùng tuổi chồng em mà. Thế thì là chồng em mất thì anh cũng được 3 năm thì anh bảo vợ chồng là cũng không ấy lắm, không hòa thuận lắm. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Thì cũng vợ nơi chồng nơi thế. Vâng. Anh cứ bảo là anh muốn chăm sóc em quá mà chính anh bạn đấy thì lại là người dẫn chồng em đến hỏi em là vợ đấy. Rồi, nói tóm lại là chỗ rất thân quen. Vâng, và vâng. Cả hai cùng đang thiếu hụt, cùng đang có một khoảng trống nào đấy. Thế và bây giờ gặp nhau thì nó bù lại được những cái khoảng trống đấy, đúng không? Cho nên mình thì con gái nhận xét là hơn hớn lên. Còn anh ấy thì không biết như nào, nhưng mà rõ ràng là một tháng là cứ phải gặp mình đôi ba lần. Và chắc là các cái câu chuyện cho đến hiện tại bây giờ là nó đang rất là vui vẻ. Chỉ có một cái điều rằng là không biết cái sự vui vẻ này nó sẽ diễn được đến bao nhiêu lâu. Là bởi vì phía đằng sau của mỗi người đều có một gia đình. Đến lúc mà con mình đã bảo mẹ hon hón có khi nó vui lắm đấy. Bởi vì mẹ khỏe lên mà. Nhưng nó lại biết cái câu chuyện đằng sau là à mẹ đi với một cái bác mà bác này lại là bạn thân của bố. Vân vân. Thì không hiểu không, các con chị nghĩ cái gì. Con cái thì nó không hề biết vợ em đi thì rất là kín đáo. Rồi, rất kín đáo. Thế còn lại, đúng rồi, thế còn lại đằng bên kia cô vợ tuy rằng là họ không đồng ý nhau đâu. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên lại nghe thấy ông chồng là một tháng cứ đi với một bà 2-3 lần. Thì có khi người ta lại cũng lại làm một cái câu chuyện gì nó người ta quy ra thì nó mắc nhiều lỗi lắm. Rồi là kể cả cái lỗi đạo đức là một cái lỗi nó rất vô hình mà nó làm cho có khi cái sự hon hón của mình nó lại trở thành héo hon. Rất là chia sẻ với chị, nó là cuộc sống thôi, nó là nhu cầu của mỗi người. Vì vậy làm thế nào đấy để mà giữ gìn được sức khỏe tinh thần, và từ cái sức khỏe tinh thần đấy thì thể xác nó cũng khỏe hơn, và cố gắng là để cho cái hạnh phúc gia đình nó sẽ tốt đẹp hơn. Chứ còn cho đến bây giờ là các con và hai bên gia đình hai bên không biết gì, nhưng không biết tìm cái giải pháp nào đấy để mà duy trì cho nó cứ tốt đẹp cả hai bên chị nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị.